Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 201. Ngươi, chạy trốn tới ta đây coi là chuyện gì xảy ra. Trần Trường An nhìn một chút nằm trên mặt đất bản thân bị trọng thương phạm nghị, tiểu tử này thế nào còn chạy đến phía bên mình tới. Bỏ gian tà theo chính nghĩa sao. Chỉ có chạy trốn tới nơi này, ta mới có cơ hội sống sót. Trần Trường An, ta, à, ta đã tận lực, nhưng điện chủ bây giờ khư khư cố chấp, ta căn bản là ngăn không được. Hơn nữa, hiện tả hộ pháp, a. À, ta hoài nghi tả hộ pháp có vấn đề. Hắn quá khác thường, mặc kệ ta nói cái gì, hắn đều phản bác ta, hơn nữa khắp nơi nhằm vào ta. Hắn hình như 10 điểm để ý ta khuyên can. Ta hoài nghi, ta hoài nghi tả hộ pháp cũng có vấn đề. Phạm Nghị biểu tình ngương trọng, hắn thậm chí cảm giác, bỗng nhiên ở giữa, cái này huyết đồ điện biến đến 10 điểm lạ lẫm, tả hộ pháp cũng rất lạ lẫm. Nghe được Phạm Nghị lời nói, Trần Trường An cười nhạt nói, ta đã sớm biết ngươi ngăn không được, cũng không khuyên nổi. Thế nhưng lại như thế nào đây? Bất quá là nhiều một chút người chết thôi. Bọn hắn muốn tới. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái này huyết đồ đại đế thực lực, đến tục cùng như thế nào. Trần Trường An mỉm cười, ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại. Dược nghịch mệnh đám người lúc này biểu tình ngương trọng, đều biết Trần Trường An mạnh, nhưng đến cùng mạnh đến trình độ gì, bọn hắn có thể cũng không rõ ràng. Bây giờ huyết đồ điện người đảo mắt tức đến, không khí cũng nháy mắt biến cực kỳ trương lên. Trong đan đế thành, lưu lại người, cảm giác được một cỗ khí thế cường đại đang không ngừng tới gần đan đế thành phương hướng không khỏi đến cũng đi theo khẩn trương lên cái này bây giờ liền bắt đầu ư không phải không đến lúc đó ở giữa đó sao thế nào trước thời hạn song song làm thế nào làm thế nào đan đế bọn hắn thật sự có thể đứng vững huyết đầu địa thế công ư ngươi mẹ nó lo lắng như vậy sợ hãi ngươi thế nào không chạy lưu tại cái này làm gì ta mẹ nó ngược lại muốn à ta nguyên bản dự định trước xem tình huống một chút hôm nay biết huyết đồ điện tới tin tức ta liền suốt đêm rời đi nhưng ai có thể tưởng đến bọn hắn rõ ràng hôm nay liền tiến công à ai phó thác cho trời à hiện tại lo lắng những cái này cũng không có bất kỳ tác dụng đan đế thành lòng người bàng hoàng trên tường thành đại hoàng đột nhiên gào một cổ họng ô ngao ngươi có bệnh học sói chu làm gì trần trường an tức giận chừng đại hoàng một chút tên khốn kiếp này tại cái này chơi cái gì bảo đây trần trường an uy vũ Trần Trường An vô địch. Trần Trường An nghiêu bức. Trần Trường An, các ngươi thất thần làm gì đây? Cùng ta một chỗ à? Không phải đã nói, gào thét trợ uy ư? Đại hoàng nhìn thấy mọi người một mặt mộng bức biểu tình, thế là vội vã nhắc nhở một câu. Nghe được đại hoàng lời nói, Dược Nghịch mệnh đám người triệt để hết ý kiến, thì ra, ngươi còn thật sự định chỉ là gào thét trợ uy à? Ba. Trần Trường An đối đại hoàng đầu chó liền là một bàn tay, tức giận nói, ngươi câm miệng cho ta người còn không tới đây uy vũ cái rắm à muốn hô chờ ta thắng phía sau lại gọi nhớ kỹ đến lúc đó lớn tiếng chút gọi làm cho cả đan đế thành đều nghe thấy nhớ chưa đại hoàng buồn bực gật đầu một cái nhỏ giọng lẩm bẩm nói chuyện cứ nói thế nào còn tay máy tay chân công tử cẩn thận cố tiên nhi có chút bận tâm nói a à, đúng 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 trường an ca ca cẩn thận cổ phượng giao vậy mới phản ứng lại cực kỳ hiển nhiên nàng còn có chút không thích ứng chính mình cái này vị hôn thê thân phận trần trường an đối hai người gật đầu một cái theo sau thân ảnh lóe lên người đã đến giữa không trung trần trường an hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ khí thế kinh khủng theo trong thân thể bắn ra trực tiếp quét sạch huyết đồ điện mọi người cảm nhận được trần trường an khí thế huyết đồ đại đế lãnh đồ lúc này cũng là biến sắc mặt khí thế thật là mạnh mẽ tại cỗ khí thế này phía dưới lãnh đồ phát hiện khí thế của mình tựa hồ có chút không thể chống đỡ được tại nhìn một chút sau lưng ba vạn huyết đồ đại quân lúc này đồng dạng trên trán tràn đầy mồ hôi thậm chí ngay cả tiến lên nhịp bước đều đã không cách nào tại di chuyển một bước người này chẳng lẽ liền là cái kia trần trường an lại coi là thật có thực lực như thế tả hộ pháp ngươi hả huyết đồ đại đế lãnh đồ đang chuẩn bị trách cứ tả hộ pháp lúc trước hồ ngôn loạn ngữ thật không nghĩ đến quay người lại lại phát hiện tả hộ pháp không biết rõ lúc nào đã biến mất không thấy không tốt giờ khác này coi như là huyết đồ đại đế tại não tàn, cũng nhìn ra được, chuyện này e rằng thật không được bình thường. Lẽ nào thật sự như Phạm Nghị nói tới cái kia, người phía sau màn này mục tiêu là chính mình, mà không Trần Trường An. Vân Tiêu, hắn một cái thần thông cảnh, làm sao lại giống như cái này mưu đồ, lại thế nào khả năng có năng lực như thế mưu đồ. Chẳng lẽ là Vân Tiêu sau lưng, một người khác hoàn toàn. Huyết đồ đại đế lãnh đồ lúc này trong đầu lóe lên vô số cái ý niệm, làm thế nào cũng đoán không ra, cái này Vân Tiêu người sau lưng, Đến cùng lại là cái nào? Việc đã đến nước này, Lãnh Đồ đã không có cách nào quay đầu lại, nhìn một chút giữa không trung Trần Trường An, hắn biết rõ, đây là chính mình cùng Trần Trường An ở giữa chiến đấu. Hừ. Coi như là âm mưu quỷ kế lại như thế nào? Ta huyết đồ đại đế, cũng không phải ai có thể tính toán. Lãnh Đồ hừ lạnh một tiếng, liền dự định hướng về Trần Trường An công tới. Nhưng mà, Trần Trường An tốc độ so hắn nhanh hơn. Trần Trường An một trường vung ra, cái kia khí tức kinh khủng như là hủy thiên diệt địa đồng dạng hướng về lãnh đồ đánh tới. Lãnh đồ không khỏi đến biến sắc mặt, thật mạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lãnh đồ cả người đều bị cỗ khí thế này áp đến động đậy không được, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một cái mấy ngàn thước dáng dấp hồ lớn. Phạm Nghị chật vật nằm ở trên tường thành, nhìn thấy trước mắt một màn này, cả người đều mộng. Cái này Trần Trường An dĩ nhiên thật như là truyền văn mạnh mẽ như vậy. Huyết đồ đại đế lãnh đồ ở trước mặt hắn, rõ ràng liền hoàn thủ cơ hội đều không có ư huyết đồ đại đế thế nhưng tiến vào đại đế cảnh giới vạn năm lâu dài coi như là như vậy y nguyên ngăn cản không nổi trần trường an thế công biến thái quá mẹ nó biến thái còn tốt phía trước hắn cùng ta luận bàn thời điểm chưa bao giờ hoàn thủ nếu không ta mẹ nó sống thế nào hú trung đường lúc này trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ lúc trước chính mình mỗi ngày đuổi theo trần trường an muốn khiêu chiến hắn làm sao biết tiểu tử này thực lực như vậy mạnh hễ hắn lúc trước nghiêm túc một điểm Chính mình cái này mạng nhỏ còn có thể sống tới ngày nay ư? Ai, Trần Huynh quả nhiên là chí khí rộng lớn người, có đại gia phong phạm. Nếu là đổi người ngoài, thực lực như thế, lại bị một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mỗi ngày khiêu khích, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nghe được huống trung đường lời nói, đại hoàng tại một bên cũng là chịu đựng không cười ra tiếng. Xuất thủ? Hắn ra cái giấm tay à, năm đó Trần Trường An, cái kia quả nhiên là ai cũng đánh không được, ai cũng đánh không được. Ngươi lòng dũng cảm thật lớn rõ ràng còn dám đuổi theo hắn khiêu chiến. Tiểu tử này liền là một cái biến thái, ban đầu ta nhận thức hắn thời điểm, hắn liền cực kỳ biến thái. Khi đó, đừng nói cha ngươi, chỉ sợ ngươi tổ tông đều không sinh ra đây. Ngươi có thể sống đến hiện tại, cũng thật là trần trường an trí khí rộng lớn. Liệt chiến cuồng lời nói mặc dù có chút chói tai, nhưng hướng trung đường 10 điểm tán đồng, đây đều là lời nói thật à. Lại, trường an ca ca tốt nhất rồi, phẩm đức cao thượng, đối nhân xử thế ngay thẳng, có đại gia phong phạm, há lại cái kia người nhỏ mọn cổ phượng giao một mặt kiêu ngạo nói phẩm đức cao thượng đối nhân xử thế ngay thẳng cổ phượng giao lời nói đưa tới dược nghịch mệnh mấy người ánh mắt chất vấn ngươi muốn nói trần trường an mạnh vậy chúng ta nhận ngươi nói hắn đối nhân xử thế ngay thẳng vậy đánh chết cũng không thể đồng ý các ngươi đây là ánh mắt gì chẳng lẽ ta có nói sai cái gì ư cổ phượng giao nhíu mày có chút không hiểu mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đừng để ý đến bọn hắn đây là đố kỵ. Bọn hắn đố kỵ công tử ưu tú phẩm chất, cùng cao thượng tình thao. Đây cũng không phải là ai cũng có thể có được. Không nhận người đố kỵ là tầm thường. Cái này trùng hợp nói rõ công tử không giống bình thường. Cố tiên nhi lời kia vừa thốt ra, dược nghịch mệnh mấy người biểu tình liền biến đến càng khó coi hơn. ưu tú phẩm chất. Cao thượng tình thao. Cái này mẹ nó cùng Trần Trường An có nửa xu quan hệ ư. Quan hệ tốt thì tốt, nhưng cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à cái này phải là mờ ám bao nhiêu lương tâm mới có thể đủ đem loại lời này nói ra miệng. Ai, tiên nhi người nói rất hợp. Trách thì trách, trường an ca ca thật sự là quá ưu tú. Không sai, liền là như vậy. Quẹ, bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 202, trên tường thành âm thanh, để chân trường an khẽ trao mày. Bọn hắn, là đang chất vấn chính mình cao thượng phẩm hạnh ư. Ai, quả nhiên, ưu tú người đều là cô độc, chính mình phẩm cách quá mức cao thượng, những cái này người tầm thường lại thế nào khả năng xem hiểu. Bi ai? Bi ai à? Trần Trường An bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau hướng về trong hố sâu huyết đồ đại đế nhìn đi qua. Vừa mới ngươi có cơ hội đi, vì sao còn phải đưa chết đây? Trần Trường An cười lấy hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, huyết đồ đại đế ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Trần Trường An. Coi như biết đây hết thảy đều là âm mưu lại như thế nào. Việc đã đến nước này, ha có thể lui lại. Lui, ta huyết đồ đại đế, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Lãnh đầu trầm giọng nói. Đối với có chút người tới nói, thanh danh xa xa muốn so tính mạng quan trọng hơn, tuy là Trần Trường An cực kỳ không hiểu, nhưng hắn biểu thị tôn trọng. Biết rõ không thể làm mà thôi, có can đảm. Chỉ tiếc, đầu óc không đủ. Kỳ thực, các ngươi những người này, vốn đều không cần chết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu ngõ cụt. Nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi vừa mới lựa chọn đi ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi trần trường an cười lấy nói trần trường an lời nói để lãnh đồ có chút không hiểu coi như mình chọn rời đi trần trường an cũng sẽ không đồng ý người này liền lớn như vậy sát tính ư vì sao lãnh đồ không hiểu hỏi các ngươi không chết ta làm sao biết người sau lưng đến cùng muốn làm gì lời này vừa nói ra trong lòng lãnh đồ chấn động trần trường an đây là muốn dùng mạng của bọn hắn đem cái này sau lưng dở trò người câu đi ra có thể, không giết bọn hắn, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Nhưng ngươi buông tha giết chúng ta, chẳng phải phá hoại kế hoạch của đối phương. Dạng này không phải càng tốt. Đã ngươi đã xem thấu âm mưu của đối phương, vì sao còn muốn dựa theo kế hoạch của đối phương làm việc? Đây không phải ngược lại tác thành cho bọn hắn. Có lẽ là hai chân quỳ xuống đất, thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao địa, lãnh đồ đột nhiên liền biến đến thông minh lên. Ai, hiện tại học được dùng đầu óc, có gì hữu dụng đâu. Ván đã đóng thuyền trần trường an sẽ không bỏ qua cho hắn phạm nghị gặp lãnh đồ cuối cùng học được dùng não cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi lấy quan sát của hắn tới nhìn mặc kệ lãnh đồ nói cái gì đều không cải biến được trần trường an quyết định thật giống như chính mình lúc ấy đau khổ khuyên bảo lãnh đồ không hề bị lay động đồng dạng nhưng giữa hai bên khác biệt rất lớn lãnh đồ là ngốc mà không biết mù quáng tin tưởng mình chỗ tin tưởng trần trường an liền không giống với lúc trước hắn là từ vừa mới bắt đầu trong lòng liền đã có mưu đồ thậm chí phạm nghị hoài nghi tại huyết đồ điện không có tới phía trước hắn khả năng cũng đã nghĩ đến bây giờ kết quả như vậy thậm chí là sau này khả năng chuyện sẽ xảy ra người này không vẻn vẹn thực lực khủng bố đầu não càng làm cho người không rét mà run phạm nghị tự xưng là thông minh vượt trội lại cảm giác tại trần trường an trước mặt chính mình tất cả ý nghĩ tất cả tiểu tâm tư đều không giấu được trần trường an nắm giữ một đôi có khả năng nhìn thấu nhân tâm mắt nhưng ta thế nào cảm giác huyết đồ đại đế nói có chút đạo lý đây. Nếu như Trần Trường An không giết huyết đồ điện những người này, cái kia sau lưng tính toán người, âm mưu chẳng phải không cách nào đạt được ư. Hú Trung Đường không hiểu, cũng nghĩ không thông, hắn cảm thấy lãnh đồ nói rất có đạo lý, nếu như là mình. Khả năng sẽ chọn thả huyết đồ điện, để những cái kia lòng có làm loạn người gian kế không cách nào đạt được. Liên ngươi cái kia đầu óc, ngươi cũng đừng suy tư. Đại hoàng một mặt khinh bỉ nói. Cái này, ta làm sao lại không thể suy tư. Huống trung đường có chút không vui mà hỏi. Ngươi đầu heo kia, có thể suy nghĩ cái rắm Trần Trường An làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi thật cho là hắn là làm giết người mà giết người sao. Đại Hoàng khinh bỉ nói. Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn thấy huống trung đường vậy không có bị ô nhiễm trong suốt cơ trí ánh mắt, Đại Hoàng cũng cảm giác đau đầu. Cái này hàng sống thế nào cho tới hôm nay? Ai? Vẫn là ta tới nói à? Trần Trường An muốn diệt huyết đồ điện, không chỉ là làm muốn nhìn một chút cái này người sau lưng mục đích là cái gì một phương diện khác là hắn biết coi như mình thả những người này bọn hắn cũng sống không được bao lâu người giật dây có khả năng tính toán một lần chẳng lẽ liền không thể tính toán lần thứ hai ư đã như vậy sao không chết tại trên tay của trần trường an nói không chắc còn có thể phát hiện đối phương một chút đầu mối quan trọng nhất chính là trần trường an hiểu nhân tính lấy ta đối lãnh đồ hiểu rõ hôm nay coi như trần trường an tha hắn một lần hắn cũng sẽ không cảm ơn ngược lại sẽ ghi hận trong lòng thậm chí là tìm kiếm nghĩ cách giết chết trần trường an này bằng với là thả hổ về rừng đem một cái đại đế cảnh giới cường giả thả đi lãnh đồ có lẽ không cách nào bây giờ không phải trần trường an đối thủ nhưng hắn có thể đối trần trường an để ý người động thủ cái này làm sao không phải mặt khác một loại trả thù đây nguyên cớ mặc kệ là vì cái gì trần trường an cũng sẽ không mặc kệ huyết đồ điện người rời đi chỉ là ta thật tò mò trần trường an chưa từng nhận thức lãnh đồ vì sao sẽ như cái này hiểu tính cách của hắn phạm nghị có chút nghĩ không thông trần trường an là như thế nào kết luận lãnh đồ người này tính cách toàn bằng nghe mà dù sao tai nghe là giả mắt thấy mới là thật chỉ bất quá phạm nghị cũng là một người thông minh không nghĩ ra sự tình hắn cũng sẽ không đi qua nhiều suy nghĩ bằng không mà nói rất có thể gây nên trần trường an phản cảm mà phạm nghị lời nói để tất cả mọi người rõ ràng ý nghĩ của trần trường an không thể không nói phạm nghị là thật cực kỳ thông minh tối thiểu 100 cái huống trung đường đầu óc gộp lại đều không đủ phạm nghị một cái lớn nhìn một chút nhân ra học không phải ngươi cần phải chết ở trong tay chính mình đại hoàng duỗi ra chân thọc huống trung đường vẻ mặt thành thật biểu tình chết ở trong tay chính mình đây là vì sao đại hoàng tiền bối đây là ý gì còn mời chỉ giáo ý tứ của nó ngươi sẽ đem mình vụng về chết phạm nghị tại một bên cũng là có chút bất đắc dĩ Đầu người này não coi là thật đơn giản như vậy. Hả? Đây là, đột nhiên, mọi người cảm giác được một cỗ khí thế cường đại theo trong thân thể của lãnh đồ bắn ra. Trần Trường An nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt sáng lên. Huyết bạo. rời đi hỗn loạn chi khu, Trần Trường An còn là lần đầu tiên thấy có người thi triển huyết bạo dạng này công pháp. Chẳng lẽ nói, cái này huyết đồ đại đế đã từng cũng đi qua hỗn loạn chi khu? Không đúng, cái này huyết bạo hình như cùng hỗn loạn chi khu có chút khác biệt. Ngươi công pháp này cùng hỗn loạn chi khu huyết bạo ngược lại có chút tương tự, nhưng lại cao cấp không ít, đây là cái gì? Trần Trường An tò mò hỏi. Bây giờ, bằng vào loại này giống như huyết bạo công pháp, lãnh đồ khí thế không ngừng mà trèo lên, cả người đều biến đến tràn ngập sát khí, cuối cùng không còn là quỳ dạp xuống đất quẫn cảnh. Ha 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 ha. Lãnh đồ cuồng tiếu một tiếng, nhìn về phía Trần Trường An, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn biết huyết bạo. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, hỗn loạn chi khu huyết bạo không đáng giá nhắc tới mà ta tự tạo huyết bạo uy lực muốn so cường đại gấp trăm lần nghìn lần trần trường an ngươi chính xác rất mạnh nhưng ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy hỗn loạn chi khu loại địa phương kia lãnh đồ là trướng mắt nhưng hắn đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây nhìn thấy huyết bạo loại này độc thuộc tại hỗn loạn chi khu một loại công pháp liền lên hào hứng nếu bàn về giết chóc hắn lãnh đồ cũng không so hỗn loạn chi khu người giết đến ít thậm chí còn hơn dù sao cũng là đại đế cường giả hắn chỗ tự tạo huyết bạo uy lực càng mạnh làm lãnh đồ thi triển huyết bạo phía sau trần trường an cảm giác được khí thế của hắn tối thiểu kéo lên không chỉ gấp hai tại lãnh đồ khí thế cường đại giới chống lại sau lưng huyết đồ đại quân cũng khôi phục hành động điện chủ uy vũ điện chủ bá khí điện chủ vô địch huyết đồ đại quân gào thét trợ uy để trên tường thành người đều ngây ngẩn cả người giống như đúc cùng đại hoàng lúc trước chỗ gọi lời nói là giống như đúc chẳng lẽ là bọn hắn nghe được đang tận lực bắt trước các ngươi huyết đồ điện người thật không biết xấu hổ rõ ràng bắt trước ta nói chuyện bọn hắn thế nào không bắt trước bộ dáng của ta đây đại hoàng khinh bỉ nói không bọn hắn vẫn luôn là cái dạng này là lãnh đồ yêu cầu phạm nghị có chút lúng túng nói ồ lãnh đồ yêu cầu vậy cái này trên một điểm hắn cùng trần trường an có chỗ tương đồng đều là không biết xấu hổ bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 203. Ha 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 ha. Trần Trường An, để mạng lại. Lãnh Đồ cuồng tiếu một tiếng, phóng lên tận trời, thẳng đến lấy Trần Trường An vọt tới. Nhìn thấy phóng tới chính mình Lãnh Đồ, Trần Trường An cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy bóng dáng Trần Trường An lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang xông về Lãnh Đồ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Trường An dĩ nhiên trực tiếp hóa thành kiếm quang xuyên qua Lãnh Đồ thân thể. Cùng lúc đó, Trần Trường An lần nữa lấy chỉ đời kiếm, một kiếm vung ra, ngay tại gào thét các vị ba vạn huyết đồ đại quân, nháy mắt thi thể tách rời. Không, không có khả năng. Vì sao? Vì sao lại dạng này? Ngươi, lãnh đồ lúc này trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, chưa thức của mình, rõ ràng đánh trúng vào Trần Trường An. Vì sao hắn có khả năng không ảnh hưởng, thừa thế xông lên tiếp tục lao đến? Thực lực của mình, dĩ nhiên đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng thậm chí là liền dừng lại một thoáng năng lực đều không có ư. Nhìn thấy trong ánh mắt của lãnh đồ nghi hoặc, Trần Trường An cũng không có giải đáp cho hắn sự nghi ngờ này. Trần Trường An có khả năng tu luyện phía sau, cường đại nhất không phải siêu cường sức chiến đấu, mà là hắn có thể không cố kỵ chút nào đi đối người khác phát động tiến công. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều không có nỗi lo về sau, bởi vì những người này giết không chết chính mình. Trần Trường An trọn vẹn có thể buông tha phòng thủ, mặc cho những người này chưa thức đánh chúng chính mình mà hắn muốn làm liền là tại những người này cho là chính mình đắc thủ nháy mắt kia cho bọn hắn mang đến một kích trí mạng nguyên bản tại lãnh đồ trong tưởng tượng coi như mình một chiêu này không cách nào đánh giết trần trường an nhưng đối phương đều là muốn chống cự à cứ như vậy trần trường an tất nhiên sẽ xuất chiêu ứng đối vậy hắn uy lực của chiêu thức cũng sẽ bị hóa giải nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra trần trường an xuất thủ lại không phải tại chống cự mà là ngạnh kháng chiêu thức của mình theo sau phát động tiến công đừng nói lãnh đồ không nghĩ tới Phạm Nghị lúc này đều đã nhìn trợn tròn mắt, giờ khắc này hắn mới rốt cục minh bạch, Trần Trường An đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt một cái tồn tại. Chậc chậc chậc, thân thể này thật cứng rắn. Huyết đồ đại đế một chiêu này, ta cảm giác ta ngăn không được, Trần Trường An ngược lại tốt, trọn vẹn không phòng ngự, lại lông tóc không thương. Cái gì hình thể à, như vậy kháng tạo. Liệt chiến cuồng khiếp sợ đồng thời, lại tràn ngập thèm muốn. Vừa mới một kiếm kia, thật mạnh. Huyết đồ điện ba vạn đại quân, dĩ nhiên một người sống đều không lưu lại tới. Hắn là làm sao làm được? Đây chính là ba vạn người. Một chiêu này diện tích che phủ, cũng quá rộng rãi à. Huống trung đường càng kinh diễm tại vừa mới một kiếm kia, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn có thể xác định, coi như là hắn đột phá đến đại đế, đối mặt cái này ba vạn người, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến Trần Trường An một bước này. Muốn toàn bộ đánh giết, sợ cũng muốn lãng phí một chút thời gian mới có thể. Nhưng Trần Trường An đây, một kiếm, liền một kiếm không có nhiều như vậy hoa hòe hoa sói liền là thật đơn giản một kiếm nhưng là đem cái này ba vạn người toàn bộ chém giết cái này ba vạn người cũng không phải người thường tu vi thấp nhất đều là động hư cảnh cái này mạnh quá phận không hợp thói thường à đây coi là cái gì công tử từng tại phụng thiên hoàng triều một kiếm chém địch ba mươi vạn cố tiên nhi một mặt kiêu ngạo nói bao nhiêu ba mươi vạn điều đó không có khả năng 30 vạn người quá nhiều, một kiếm uy lực, làm sao có khả năng đem nhiều người như vậy một lần chém giết? Huống hồ. Nguyên bản hú trung đường là chất vấn, nhưng làm hắn thi triển chính mình não heo suy tư một phen phía sau, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không cái khác, bởi vì hắn là Trần Trường An. Hắn tại làm cái gì? Người đều chết, vì sao vẫn chưa trở lại? Dược nghịch mệnh một mực quan sát đến Trần Trường An, phát hiện những người này đều đã chết, nhưng Trần Trường An lại không nhúc nhích hình như đồng dạng cũng đang quan sát cái gì hồi lâu sau bóng dáng trần trường an lóe lên vậy mới xuất hiện ở trên tường thành phát hiện cái gì nhìn thấy trần trường an trở về đại hoàng tò mò hỏi những người này linh hồn biến mất linh hồn biến mất ngoạ tào quả nhiên là long vô kỳ cái kia xấu bức làm chuyện tốt ta đã nói à cái kia vân tiêu rất có thể liền là long vô kỳ vương bát đản hiện tại hắn chỉ có thần thông cảnh đúng hay không để ta tìm tới hắn ta cần phải thật tốt giáo huấn một thoáng hắn. Liệt chính cuồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng Long Vô Kỳ đối nhân sinh của hắn cùng nội tâm đều tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn. Trốn ở dưới thiên trì hơn sáu 000 năm, đổi thành người khác, đã sớm điên rồi. Ngươi trước chớ quấy dày. Sau đó thì sao, còn có phát hiện gì? Ngươi không phát giác được những linh hồn này biến mất đi địa phương nào ư? Đại Hoàng tò mò hỏi. Phương hướng biết, bất quá ta không nghĩ ra, nhiều linh hồn như vậy, muốn tới có cái gì dùng long vô kỳ bản thân liền nhận lấy thôn phệ linh hồn mang đến không tốt hậu quả hắn không có khả năng tiếp tục làm loại chuyện này mới đúng đen những linh hồn này giao cho người khác thôn phệ ư huyết đồ đại đế linh hồn cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn là nói hắn có mục đích khác trần trường a nhất thời ở giữa cũng không có nghĩ đến mục đích của đối phương nhưng bây giờ cơ hồ có thể khẳng định chuyện này sau lưng tất nhiên cùng long đế cung thoát không khỏi liên quan cái kia vân tiêu coi như không phải long vô kỳ cũng tất nhiên là long đế cùng người vậy sao ngươi không đuổi tới nhìn một chút lấy thực lực của ngươi có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người giật dây mới đúng ngươi là không muốn đuổi theo đại hoàng có chút hiếu kỳ nhìn hướng trần trường an bởi vì ta phát hiện một kiện chuyện thú vị vân tiêu chết vân tiêu chết rồi lời này vừa nói ra tất cả mọi người là sững sở vân tiêu không phải rất có thể liền là long vô kỳ ư thế nào lại đột nhiên chết rồi không tin Thấy mọi người biểu tình nghi hoặc, Trần Trường An cũng không nói nhảm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đem Vân Tiêu thi thể ném vào trước mặt mọi người. Thật sự chính là Vân Tiêu. Hắn, hắn rõ ràng chết rồi. Ngươi thế nào phát hiện? Nhìn thấy linh hồn biến mất phía sau, ta truy tung thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thi thể của hắn, khoảng cách nơi đây không xa, hơn 100 dặm bên ngoài. Vân Tiêu chết, để tất cả mọi người triệt để mộng. Nguyên bản suy đoán vào giờ khác này, hình như lại biến đến khó bề phân biệt lên chẳng lẽ nói cái này vân tiêu coi là thật không phải long vô kỳ chỉ là một con cờ một cái khôi lỗi sao sự tình biến đến càng ngày càng thú vị có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thú vị trần trường an ngay từ đầu căn bản cũng không có đem long đế cung cùng long vô kỳ để ở trong mắt mặc kệ bọn hắn làm cái gì đối trần trường an đều không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì có thể theo lấy sự tình phát triển hắn cảm giác hiện nay biết đến sự tình e rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này đồng dạng đưa tới Trần Trường An chú ý, nhưng hắn cũng không có tận lực đi tìm chân tướng. Bởi vì hắn tin tưởng, những người này sẽ chủ động tìm đến hắn. Ai, thật là nghĩ không ra, huyết đồ điện thế mà lại dẫn đến kết quả như vậy. Phạm Nghị cuối cùng tại huyết đồ điện đợi nhiều năm như vậy, đối huyết đồ điện còn có cảm tình. Nhìn thấy cái kia một chỗ thi thể, trong lòng không khỏi đến sinh ra một chút bi thương. Thế nào, luyến tiếc những người này. Bằng không ta phát phát thiện tâm đưa ngươi đi gặp bọn hắn trần trường an cười lấy hỏi cái này cũng là không cần phạm nghị cười cười xấu hổ nói đùa cái gì chính mình thật vất vả còn sống làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền đi chịu chết vậy ngươi giả mồm cái rắm nghe được trần trường an lời nói phạm nghị cũng là xứng sở chính mình làm kiêu ư có lẽ thật có một chút à đi thôi chúng ta có thể đi về đại hoàng ngươi có phải hay không quên chuyện gì nghe được trần trường an lời nói đại hoàng cũng là sững sờ quên chuyện gì thanh lâu không đúng hắn nhất định không phải nói cái này vậy mình còn có thể quên cái gì đây gào thét đây trợ uy đây ngươi cái này đầu chó có thể hay không đừng vẫn muốn thanh lâu ngoạ tào hắn rõ ràng biết chính mình vừa rồi tại muốn thanh lâu quả nhiên là ta cái này chó trong bụng run đũa hiểu rất rõ chính mình hô đại hoàng há to miệng hít sâu một hơi, theo sau là lớn. Trần Trường An uy vũ. Trần Trường An bà khí. Trần Trường An vô địch. Trần Trường An, nghiêu bức. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 204. Đại hoàng âm thanh rất có lực xuyên thấu. Nhưng dược nghịch mệnh bọn người ở tại đại hoàng mở gọi một khắc này, liền không chút do dự bay trở về đan đế phủ. Bọn hắn phải muốn được đại hoàng đến lúc đó uy hiếp một chỗ gọi, cái kia có thể quá mất mặt. Ngươi thất thần làm gì? ngươi mẹ nó là thoát thân tới không cùng ta một chỗ gọi biểu thị một thoáng trung thành ư những người khác chạy nhưng phạm nghị bản thân bị trọng thương còn không chờ chạy liền bị đại hoàng bắt được tráng đinh phạm nghị lúc này một mặt lúng túng biểu tình gọi vẫn là không gọi đại hoàng là một con chó nó không sợ mất mặt nhưng mình sợ à ân ngươi đây là biểu tình gì ngươi là đang chất vấn đại hoàng vẫn là tại nghi vấn ta chẳng lẽ ta không uy vũ không bá khí không phải vô địch, không ngưu bức ư. Trần Trường An lời nói, để Phạm Nghị không cách nào phản bác, đã vô lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ trong đó. Theo sau, Đại Hoàng cùng Phạm Nghị hai người, theo sau lưng của Trần Trường An, vừa đi vừa gọi, gọi đến đan đế thành phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết. Mà giờ khác này, toàn bộ đan đế thành đều sôi trào lên. Thắng. Trần Trường An thắng. Tất nhiên như vậy, ta cảm nhận được ngoài thành nguyên bản cái kia siêu cường khí thế đã biến mất không thấy khủng bố quá kinh khủng trần trường an rõ ràng như vậy mạnh nói nhảm đừng quên trần trường an thế nhưng không ngớt phạt đều không để vào mắt người phi lúc trước sợ hãi muốn chạy trốn cũng là ngươi hiện tại nói như vậy cũng là ngươi ngươi có muốn hay không mặt ta ta làm sao lại không biết xấu hổ ta chính là được rồi chớ ồn ào đan đế thành nguy cơ đã giải trừ chúng ta không cần chết ha 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 trần trường an uy vũ Trần Trường An bà khí. Trần Trường An. Đan đế thành những cái này nhóm, bắt đầu tự phát hoan hô lên, nhất thời ở giữa, Trần Trường An ba chữ, không ngừng mà tiếng vọng tại đan đế thành mỗi một góc. Mà ngay tại lúc này, một cái đi lại tập tĩnh lão giả, từng bước một đi ra đan đế thành cửa thành. Mà lão giả kia, trong thành thời điểm còn đi lại tập tĩnh, Như làm rời đi cửa thành phía sau, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Trần Trường An quay đầu hướng về đan đế thành cửa thành phương hướng nhìn một chút, cuối cùng mỉm cười, cũng không để ý tới. Thuộc hạ gặp qua cung chủ. Đan đế thành 10 vạn km bên ngoài, huyết đồ điện tả hộ pháp, rất cung kính nhìn xem lão giả trước mặt. Ân, sự tình làm khá lắm. Từ hôm nay trở đi, huyết đồ điện liền vào hết tay ta. Lão giả vừa ý gật đầu một cái. Đạt được lão giả khích lệ, tả hộ pháp 10 điểm xúc động, vội vàng nói. Đây hết thảy đều là thuộc hạ nên làm. Tốt, theo kế hoạch làm việc. Về phần cái trần trường an kia, tạm thời không nên trêu chọc. Ta còn không có trăm phần trăm nắm chắc đối phó hắn. Người này thực lực cùng tâm cơ, đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Được, thuộc hạ minh bạch, nhưng Trần Trường An biết huyết đồ điện người đều đã bị giết, nếu là. Không cần lo lắng, khoảng thời gian này, điệu thấp một điểm liền tốt. Được, thuộc hạ biết phải nên làm như thế nào. Cung chủ, vậy ngươi. Ta sự tình, không cần ngươi đã tới hỏi. Được, thuộc hạ chỉ là. Tả hộ pháp lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên, lão giả trước mặt con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy một màn này, tả hộ pháp liền không tiếp tục tiếp tục mở miệng, nhìn một chút trên mặt đất hôn mê lão giả, theo sau trực tiếp xuất thủ, đem lão giả chém giết. Đan đế phủ, cái gì? Ngươi nói ngay tại vừa mới, rất có thể Long Vô Kỳ vẫn luôn tại trong đan đế thành. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Trường An lời nói, để dược nghịch mệnh đám người một mặt trần kinh. Long Vô Kỳ rõ ràng thật tại, hơn nữa ngay tại đan đế thành trần trường an là thế nào phát hiện hơn nữa như là đã phát hiện vì sao không có lưu lại đối phương chỉ là suy đoán cũng không nhất định liền là hắn huống hồ coi như ta xuất thủ cũng lưu không được hắn cũng không phải chân thân xuất hiện tại đan đế thành mà là một tia linh hồn bám vào một cái lão đầu trên mình bất quá bây giờ lão giả này cũng đã chết nguyên cớ coi như ta ra tay giết lão đầu này đối long vô kỳ ảnh hưởng cũng không lớn hắn kỳ thực vẫn luôn trốn ở đan đế thành nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy bao gồm chúng ta tất cả nói chuyện trần trường an thản nhiên nói nếu như là dạng này cái kia vân tiêu liền nhất định không phải long vô kỳ cái kia vân tiêu tiểu tử này đến tột cùng là người thế nào liệt chiến cuồng có chút không giải thích được nói ai nói vân tiêu liền nhất định không phải long vô kỳ nói một cách khác ai có thể xác định long vô kỳ chỉ là một người lời này vừa nói ra mọi người cảm giác có chút đốt não vẫn là phạm nghị phản ứng đầu tiên tới ý của ngài là nói long vô kỳ có năng lực đồng thời bám thân tại rất nhiều người trên mình nếu như là dạng này cái kia quá đáng sợ hắn sẽ ở khác biệt thời gian khác biệt địa điểm lấy thân phận khác nhau đi làm rất nhiều khác biệt sự tình hơn nữa sẽ không có người đem chuyện này liên hệ đến trên người một người cái này quá kinh khủng phạm nghị một mặt khiếp sợ nói phạm nghị trong lúc vô tình trên mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh bởi vì hắn quá rõ ràng ở trong đó hàm nghĩa bây giờ trung thiên vực rất có thể tùy ý đều có long vô kỳ vùi xuống tới hạt giống tùy ý đều có thể có hắn bố trí cục diện thậm chí tùy ý đều có hắn tồn tại khả năng đáng sợ nhất là ngươi cũng không biết những năm này hắn đều lấy thân phận gì tại địa phương nào làm cái gì không biết hết thảy đều là không biết nhưng ngươi cũng không thể đi nghi vấn hết thảy tất cả à Phạm Nghị cảm giác chính mình còn không bằng không biết rõ những cái này, không nghe được những cái này. Theo giờ khác này bắt đầu, Phạm Nghị sẽ đi nghi vấn hết thảy tất cả. Sự hoài nghi này ý niệm sẽ để hắn trông thấy bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều sẽ liên tưởng đến Long Vô Kỳ. Người thông minh, nơi nơi có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nghĩ đến quá nhiều. Các ngươi không cần học hắn, dễ dàng đem chính mình hù chết. Kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, Long Vô Kỳ tuy là khả năng tại cái này mấy ngàn năm bên trong, làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn hạ thủ có lẽ đều không phải một chút đỉnh tiêm thế lực hoặc là cao thủ. Long Vô Kỳ bám thân loại tình huống này cũng sẽ không thường xuyên phát sinh, cuối cùng không phải tất cả mọi người sẽ bị hắn giấu giếm được đi. Hắn cũng nhất định sẽ hết sức cẩn thận làm việc, trừ phi đã đến hắn không chút kiên kỵ một khắc này, có lẽ hắn mới sẽ không cố kỵ chút nào. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không có không chút kiên kỵ. Bất luận cái gì cường đại thủ đoạn, đều nhất định sẽ có hại bưng long vô kỳ cũng nhất định sẽ có nhược điểm trần trường an lời nói để mọi người an tâm không ít bọn hắn cũng cảm thấy nếu như ý nghĩ của phạm nghị là đúng cái kia long vô kỳ không khỏi quá cường đại một chút như thế cường đại hà tất lén lén lút lút đi làm một chút sau lưng mặt mờ ám trần huynh ta không hiểu đã ngươi cũng đã phát hiện hắn vì sao còn muốn nói nhiều như vậy cái này chẳng phải là tất cả đều bị hắn nghe được đúng rồi ta vừa mới mắng hắn xấu bức hắn có phải hay không hẳn là cũng nghe được. Liệt chiến cuồng tò mò hỏi. Nhắc lên chuyện này, Trần Trường An cũng cảm giác buồn cười, liệt chiến cuồng một câu kia xấu bức, quả thật làm cho Long Vô Kỳ bám thân lão đầu kia, trên mặt xuất hiện một chút biến hóa. Cực kỳ hiển nhiên, Long Vô Kỳ chính xác đối cái này xấu chữ 10 điểm mẫn cảm. Về phần Trần Trường An nói lời nói kia, có một phần là cố tình nói cho đối phương nghe. Những chuyện khác tạm thời trước không tán gẫu nữa. Lấy suy đoán của ta, đối phương hẳn là sẽ không tại đối đan đế thành có động tác gì. Cuối cùng, mặc kệ hắn lúc trước muốn đối phó chính là ai, mục đích đều đã đạt tới. Mặc kệ là huyết đồ điện, vẫn là đan đế thành, ai bị diệt, đều tại mục tiêu của hắn bên trong. Bất quá, không thể không phòng. Cuối cùng, ta không có khả năng một mực lưu tại nơi này, nguyên cớ các ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe được Trần Trường An lời nói, dược nghịch mệnh gật đầu một cái, chính xác không thể không có chút nào đề phòng nhưng bây giờ đan đế thành tình huống ai ta cái này bất tử đan đế danh tự bây giờ e rằng chỉ là có tiếng không có miếng dược nghịch mệnh bất đắc dĩ thở dài một hơi không phía trước có lẽ là nhưng từ hôm nay trở đi ngươi bất tử đan đế danh tự sẽ biến đến càng hữu dụng nguyên cớ ngươi phải thật tốt lợi dụng thân phận của ngươi đem đan đế thành to lớn đừng quên huyết đồ điện cùng đan đế thành trận chiến đấu này thua thế nhưng huyết đồ điện bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 205. Đan đế thành bây giờ bình yên vô sự, đã nói lên huyết đồ điện thất bại. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tất cả mọi người sẽ minh bạch, coi như bất tử đan đế thân thể xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ trêu chọc. Nguyên cớ đan đế thành bây giờ uy danh chỉ sẽ càng mạnh mà sẽ không yếu đi. Ngươi cái gì đều tốt, liền là cái tính tình này bao nhiêu quái gở một chút. Nếu như ngươi nơi đó hễ có chút ý nghĩ Đan Đế Thành cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng như vậy. Ngươi chọn vẹn có thể đem Đan Đế Thành chế tạo thành một cái siêu cấp thế lực, lấy ngươi lực ảnh hưởng, làm đến một điểm này 10 điểm thoải mái. Nghe được Trần Trường An lời nói, Dược Nghịch Mệnh gật đầu một cái, chính xác là thời điểm làm ra một chút thay đổi. Liệt chiến cuồng, ngươi liền lưu lại đến giúp đỡ à, ngược lại ngươi cũng không có nhà để về. Huống hồ, ngươi không phải còn nghĩ đến đi tìm Long Vô Kỳ tính sổ ư. Theo bên cạnh đan đế, ngươi chỗ tốt không ít, trần trường an cười lấy nói ân liệt chiến cuồng cẩn thận suy tư một phen chính mình bây giờ tình huống chính xác không chỗ có thể đi huống hồ bên ngoài long đế cung người còn liều mạng tranh cãi muốn bắt chính mình tốt ta lưu lại tới liệt chiến cuồng tán đồng gật đầu một cái bây giờ bên cạnh dược nghịch mệnh có huống trung đường còn có liệt chiến cuồng cái này hàng thật giá thật đại đế cường giả tính an toàn liền muốn tốt hơn rất nhiều ta cũng lưu lại tới ta muốn gia nhập đến đan đế thành đều không cần Trần Trường An hỏi, Phạm Nghị liền biết chính mình phải làm thế nào lựa chọn, gia nhập vào đan đế thành, gián tiếp tương đương cùng Trần Trường An có liên lụy. Đây là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán, huống hồ, hắn bây giờ thương thế, lưu tại nơi này là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, đan đế thành cũng cần chính mình dạng này một vị mưu sĩ chỗ tới để ý sự vụ lớn nhỏ, huống chi mình thực lực cũng không yếu, tốt xấu là đại đế cảnh giới. Bằng không mà nói, chỉ bằng huống trung đường cùng liệt chiến cuồng hai cái này hàng trần trường an nhìn một chút dược nghịch mệnh gặp dược nghịch mệnh cũng không phản đối vậy mới gật đầu đồng ý xuống tới lại muốn đi cái này vừa mới trở về dược nghịch mệnh nhìn trần trường an một chút hắn biết rõ trần trường an an bài tốt phía sau e rằng lại muốn rời đi đúng vậy à trời sinh lao lực mệnh không có cách nào trần trường an cười lấy nói lần này lại dự định đi chỗ nào lần này đi chỗ nào nói đến trần trường an cũng không có phương hướng nào bây giờ thai châu tung tích cơ hồ đã thành mê không có bất kỳ tin tức coi như là bằng vào trần gia tộc ký cũng không phát hiện được bất luận cái gì đầu mối chúng ta có phải hay không còn có rất nhiều nơi không có đi qua trần trường an quay đầu nhìn đại hoàng hỏi trung thiên vực lớn như vậy chúng ta mới ra ngoài bao lâu tất nhiên rất nhiều nơi không có đi qua ngươi là muốn muốn đi thử thời vận đại hoàng tò mò hỏi ân đi những địa phương này thử thời vận à Trần Trường An muốn tìm kiếm thai châu, chỉ có thể từ những thứ này không có đi qua địa phương hạ thủ. Chỉ bất quá, trung thiên vực lớn như vậy, không đi qua địa phương rất nhiều, muốn từ chỗ nào bắt đầu bắt tay vào làm đây. Loại tình huống này, so mò kim đáy biển độ khó không kém là bao nhiêu. Trường An ca ca, ngươi biết thú thần châu ư? Thú thần châu. Nơi này, Trần Trường An ngược lại có nghe thấy, bất quá cũng không có đi qua. Nghe nói tại cái này thú thần châu, lưu hành phương thức tu luyện, là ngự thú, bọn hắn loại trừ bản thân tu luyện bên ngoài, sẽ còn thông qua ngự thú, tìm kiếm được một đầu thích hợp bản thân yêu thú, phụ trợ chính mình chiến đấu. Bình thường, đều sẽ lựa chọn bù đắp bản thân khuyết điểm, hoặc là cùng bản thân phương thức chiến đấu có khả năng hoàn mỹ dán vào yêu thú. Tại cái này thú thần châu, ai ngự thú càng mạnh, ai địa vị liền càng cao. Hơn nữa thú thần châu tự thành nhất thời, xưa nay sẽ không cùng ngoại giới có quá nhiều lui tới, thú thần châu người, tuy là cũng sẽ đi ra, nhưng cũng không nhiều cực kỳ thần bí mà thú thần châu sở dĩ có thể tạo thành dạng này hệ thống nguyên nhân chủ yếu liền là thú thần châu nắm giữ một tòa thú thần sơn mạch mà thú thần châu danh tự cũng là bởi vì cái này được đến ngươi muốn đi thú thần châu trần trường an hỏi ân theo trong nhà trưởng bối nơi nào nghe nói qua thú thần châu nơi này thật tò mò nếu là ra ngoài dạo chơi không bằng đi nơi này nhìn một chút đây cổ phượng giao có chút mong đợi nhìn xem trần trường an trần trường an tuy là muốn ra ngoài dạo chơi có thể cũng không phải là tùy ý loạn đi dạo hắn là có mục tiêu của mình thú thần châu tự thành nhất thời ngoại nhân đi không tính đặc biệt nhiều bên trong đi ra người cũng không phải rất nhiều thai châu khả năng sẽ lưu lạc đến nơi này ư công tử ngươi đang suy nghĩ gì nhìn thấy trần trường an chậm chạp không nói lời nào cố tiên nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu muốn cái gì trần trường an suy nghĩ trần gia tộc ký Nhìn một chút Trần Gia phải chăng có thể cùng cái thú thần châu này có chỗ liên hệ. Nghĩ nửa ngày, tộc ký phía trên cũng không có liên quan tới bất luận cái gì một điểm thú thần châu ghi chép. Cái này thú thần châu, ta đi qua một lần. Vẫn là năm đó làm tìm kiếm một mặt linh thảo luyện đan. Nghe nói cái này thú thần châu, cường giả chân chính, liền là thú thần sơn mạch cái vị kia thần thú, truyền ngôn, thần thú hình như không phải cấp 9 đỉnh phong, mà là đột phá đến cấp 10 tồn tại. Trong Thái Huyền giới, đã thật lâu chưa từng xuất hiện cấp 10 yêu thú. Nhưng cụ thể là thật là giả, liền không được biết rồi. Nguyên bản đối với cái này thú gì thần, đại hoàng là khịt mũi coi thường, đối phương có thể trở thành thần thú, hoàn toàn là bởi vì chính mình không tại thú thần sơn mạch, bằng không mà nói, ai dám ở trước mặt mình lớn mật như thế. Nhưng làm nghe được đối phương khả năng là cấp 10 yêu thú thời điểm, đại hoàng có chút để ý. Cấp 10, đây là đại hoàng một mực đến nay đều muốn đột phá gông xiềng. Đại hoàng cùng Trần Trường An gặp gỡ thời điểm, cũng đã là cấp 9 đỉnh phong thực lực, nhưng như vậy nhiều năm qua đi, chậm chạp không có thể tiến thêm một bước. Đại hoàng luôn cảm giác chính mình hình như thiếu mất chút gì, kém một chút cái gì, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trần Trường An nhìn thấy đại hoàng biểu tình, liền biết lúc này đại hoàng tựa hồ có chút động tâm. Đại hoàng bồi chính mình lâu như vậy, bây giờ chuyện này có lẽ có thể làm cho nó có cơ hội chạm đến cấp 10 bậc cửa, Trần Trường An đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cuối cùng hắn cái khác không có, nhiều nhất chính là thời gian. Đi thôi đại hoàng. Liền đi thú thần châu. Trần Trường An cười lấy nói. Ta liền biết, ngươi chính là trong bụng ta run đũa, biết ta đang suy nghĩ gì. Đại hoàng cũng là nhe răng cười một tiếng, nó cùng Trần Trường An ở giữa, không cần khách sáo, lộ ra già mồm, trong lòng minh bạch liền tốt. Chó chết, không biết nói chuyện liền im miệng. Trần Trường An chừng đại hoàng một chút. Theo đan đế thành tiến về thú thần châu, khoảng cách này thế nhưng không gần, so với tiến về danh kiếm châu còn xa hơn. Trần Trường An mấy người cũng không có ở lâu, tại đan đế phủ ở một đêm phía sau, ngày hôm sau, liền trực tiếp khởi hành tiến về thú thần châu. Thoáng qua, liền là thời gian 3 tháng. Trần Trường An một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, khoảng cách thú thần châu càng ngày càng gần. Tính toán thời gian, lần thứ hai nhân bảng đổi mới, cũng nhanh muốn đến à. Trần Trường An ngẩng đầu hướng về khâu trung nhìn lại, một lần trước đổi mới, là rời đi đan đế thành tiến về phụng thiên hoàng triều không nghĩ tới lần này lại là theo đan đế thành xuất phát chỉ bất quá tiến về chính là thú thần châu vòng tới vòng lui không ngờ như thế một năm này liền vây quanh đan đế thành đi dạo nghe được trần trường an lời nói cố tiên nhi cùng cổ phượng giao hai người cũng có ít nhiều căng thẳng nhân bảng cuối cùng lại muốn đổi mới ư ba tháng này các nàng đồng dạng là đem hết toàn lực tại tu luyện ngay tại ba ngày phía trước hai người song song đột phá đến động hư cảnh tầng một tuy là đuổi kịp Trần Vân Hiên tu vi, nhưng ai biết, trong khoảng thời gian này, Trần Vân Hiên phải chăng lại có đột phá. Mặc kệ là tên thứ mấy, lần này, ta đã có thể tiến vào trước năm. Cổ phượng giao có chút kích động nói. Lời còn chưa dứt, trong bầu trời, lần nữa kim quang nở rộ, bất quá là trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ thái huyền giới. Tất cả mọi người lúc này đều ngẩng đầu hướng về trong bầu trời nhìn đi qua. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, mọi người đều rất rõ ràng, đây là nhân bảng, lại muốn đổi mới. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 206. Các ngươi nói, Trần Vân Hiên còn có thể là hạng nhất ư. Cái này ai biết, trước ba vốn là tranh lệch liền không lớn. Hơn nữa ta nghe nói, bài danh thứ hai Diệp Chi Thu, vậy cũng 10 điểm đến. Có khả năng bên trên nhân bảng, cái nào kém. Ta tương đối hiếu kỳ, các ngươi nói, nguyên bản nhiếp hạo thiên những người này, có thể hay không cái sau vượt cái trước. Cái sau vượt cái trước, cái này e rằng có chút khó khăn à, một năm, khoảng cách phòng trừng sẽ kéo đến lớn hơn. Các ngươi nói, bây giờ cái này Trần Vân Hiên tu vi có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh tầng 6. Có khả năng có thể, nếu là người ngoài, thời gian một năm khả năng không có chút nào tiến thêm, nhưng cái này dù sao cũng là nhân bảng thứ nhất Trần Vân Hiên. Ta cảm giác, không vẻn vẹn Trần Vân Hiên, Diệp Chi Thu cùng cái kia cố tiên nhi, tu vi có lẽ đều sẽ không nhỏ tiến bộ. Nhưng coi như tại yêu nghiệt, e rằng hóa thần cảnh tầng 7 cũng liền đến cùng. Đừng nói nữa, bắt đầu đổi mới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nhân bảng lại một lần nữa tiến hành đổi mới. Hạng nhất, Trần Vân Hiên, tuổi tác 18 tuổi, tu vi động hư cảnh tầng 2. Hạng 2, Diệp Chi Thu, tuổi tác 20 tuổi, tu vi động hư cảnh tầng 1. Hạng 3, Cố Tiên Nhi, tuổi tác 22 tuổi, tu vi động hư cảnh tầng 1. Hạng 4, Cổ Phượng Giao, tuổi tác 31 tuổi, tu vi động hư cảnh tầng 1. Hạng 5, Nhiếp Hạo Thiên, tuổi tác 31 tuổi, tu vi hóa thần cảnh tầng 5. Hạng 6, Dạ Bắc Minh. Làm nhân bảng đổi mới phía sau, tất cả mọi người mộng. Bốn người đứng đầu cùng hạng 5 ở giữa khoảng cách, liền đã thật lớn như thế ư. Một lần trước nhân bảng đổi mới, nhiếp hạo thiên cùng dạ Bắc Minh, tu vi cùng cố tiên nhi giống nhau, đều là hóa thần cảnh tầng 3. Bây giờ thời gian một năm đi qua, hai người bọn họ chỉ là tăng lên tầng 2 cảnh giới, nhưng cố tiên nhi rõ ràng trực tiếp đột phá đến động hư cảnh tầng 1. Hơn nữa, nguyên bản bài danh thứ sáu của phượng giao rõ ràng trực tiếp trùng kích đến hạng tư vị trí tu vi đồng dạng là động hư cảnh tầng một lần này bảng đơn biến hóa để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường có lầm hay không coi như là kém cũng sẽ không kém nhiều như vậy à cái kia nhiếp hạo thiên cùng dã bắc minh không phải danh xưng vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài ư đây chính là tuyệt thế thiên tài nếu là như vậy mặt trước cái kia cái kia bốn cái tính toán cái gì tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài yêu nghiệt trong yêu nghiệt động hư cảnh phần một sắc động hư cảnh đây cũng quá kinh khủng à đây vẫn chỉ là nhân bảng các ngươi đừng quên nhân bảng kết toán phía sau sẽ có thiên đạo tặng chẳng phải là nói bọn hắn sẽ biến đến càng ngày càng yêu nghiệt cái kia địa bảng phía sau đây thiên bảng phía sau đây chẳng lẽ ngắn ngủi trong vòng mấy năm bọn hắn liền sẽ trưởng thành là siêu cấp cường giả Trần Vân Hiên thiên phú của bọn hắn cùng tốc độ đột phá, làm cho cả thái huyền giới người đều triệt để điên cuồng. Thiên tài người, mọi người đều gặp qua, mà nếu yêu nghiệt này người, chưa từng có may mắn gặp một lần. Mà bây giờ, cái này thịnh thế phía dưới, dạng này yêu nghiệt, trọn vẹn đi ra bốn vị. Nhiếp Hạo Thiên cùng Dạ Bắc Minh hai người, nhìn xem bây giờ cái này nhân bảng bài danh, cùng Trần Vân Hiên mấy người tu vi, lập tức mặt xám như cho. Cái này còn thế nào đuổi theo? Còn có năng lực đuổi theo ư? trừ phi đem phía trên này người đều giết bằng không mà nói bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội trở thành thứ nhất thậm chí là thứ hai thứ ba nhiếp gia lão tổ cùng dạ gia lão tổ lúc này nhìn thấy thứ hạng này cũng là xa vào đến trong trầm tư bọn hắn tuy là cũng không có trải qua đời thứ nhất thiên địa nhân tam bảng có thể dù sao cũng hơi nghe thấy mấy vị này tốc độ đột phá hình như so năm đó những người kia cũng không kém mà năm đó những người kia cuối cùng có thể không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt đỉnh dù cho là cùng là đại đế đỉnh phong, nhưng bọn hắn có thiên đạo tặng gia trì. Năm đó những cái kia uy tín lâu năm đại đế đỉnh phong, thế nhưng bị bọn hắn treo lên đánh một lần. Có thể đến tục cùng là bởi vì bọn hắn đạt được thiên đạo tặng mới sẽ mạnh như vậy, vẫn là bản thân liền như thế cường hãn. Đây là một cái vấn đề chí mạng, cái này cũng quyết định bọn hắn sắp sửa như thế nào đối đãi Trần Vân Hiên bọn hắn mấy người này. Cuối cùng, ai không hy vọng chính nhà mình người thu được tốt hơn thứ bậc, tốt hơn thiên đạo tặng đây ngươi đang nhìn cái gì? Đại hoàng nhìn thấy Trần Trường An nhìn chầm chầm vào nhân bảng, tựa hồ tại tìm cái gì, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì. Trần Trường An lắc đầu, hắn tại nhân bảng bên trên chú ý tới ngô danh đao danh tự, bài danh tăng lên một cái thứ bậc, bây giờ đứng hàng hạng tám. Nhưng mà hắn chân chính quan tâm, là Lý thất dạ, tính toán thời gian, theo bọn hắn gặp gỡ đến hiện tại, hẳn là cũng nửa năm. Tiểu tử này thiên phú và ngộ tính, hẳn là có thể đủ bước lên nhân bảng mới đúng. Tìm nửa ngày, trần trường an thật vất vả tìm được lý thất dạ danh tự thần thông cảnh tầng 3, không tính cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp cuối cùng tiểu tử này tu luyện tính toán đâu ra đấy cũng mới thời gian nửa năm liền là thứ hạng này quá thấp một điểm tìm ra được đều tốn sức các ngươi nói còn có thời gian một năm sẽ có hay không có người đã trải qua bắt đầu muốn nhịn không được động thủ đây trần trường an cái này đột nhiên một câu để cố tiên nhi cùng cổ phượng giao đều là xứng sờ động thủ động thủ cái gì hai người suy tư một chút, vậy mới phản ứng lại Trần Trường An ý tứ. Coi như thật muốn động thủ, e rằng nhiếp ra cùng dạ ra động cơ lớn nhất. Cuối cùng, người khác coi như động thủ, cũng chưa chắc có khả năng có cơ hội, trừ phi bọn hắn liền tam đại gia tộc một chỗ diệt. Bất quá, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ động thủ ư. Đại Hoàng hỏi. Biết sao? Trần Trường An cũng không biết, nhưng cổ phượng giao lại đối hai nhà này đối lập quen thuộc một chút. Lấy ta chỗ biết nhiếp ra cùng dạ ra, cực kỳ chú trọng lợi ích của gia tộc, bất quá, bọn hắn cũng rất cẩn thận. Nhưng ta cũng không xác định có thể hay không động thủ. Bất quá ta cảm thấy, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, có lẽ bọn hắn không dám đối phó ta, như người khác. Thật nói không cho phép. Cuối cùng Trần Vân Hiên bọn hắn quá thần bí, không có người biết bối cảnh của bọn hắn, càng là như vậy, càng để người sẽ không kiên kỵ. Cổ phượng giao cao mày nói. Có đạo lý. Nguyên cớ, chúng ta vẫn là trước đi thú thần châu à hả không cần thông báo một chút bọn hắn để bọn hắn cẩn thận một chút ư cố tiên nhi cùng cổ phượng giao có chút không hiểu nhưng đại hoàng lại tại một bên cười xấu xa lên lần này nhưng muốn khổ vong thiên cơ cái kia kẻ xui xẻo cũng không biết hắn cái kia hình thể tử còn có thể vận dụng mấy lần bí thuật kia ngươi nói hắn xuống lớn như vậy vốn liếng sau đó nếu là thua thiệt làm thế nào trần trường an rất rõ ràng vong thiên cơ vẫn luôn tại quan sát trần vân hiên nhưng danh kiếm châu phía sau sợ rằng sẽ nhiều một cái diệp chi thù nguyên cớ hai người kia có vong thiên cơ nhìn xem trần trường an cũng không cần lo lắng coi như thật đến trong lúc nguy cấp vong thiên cơ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho chính mình truyền tin lại có mấy ngày có lẽ liền có thể tiến vào thú thần châu cũng không biết cái này thú thần châu đến tột cùng là cái cái gì cảnh tượng trần trường an mới nói xong liền thấy chỗ không xa một người cưỡi một đầu to lớn mãnh hổ tại trên đường cái rêu rao khắp nơi cái này mãnh hổ thân cao 5 mét thân dài 10 mét, nhìn lên cùng phổ thông mãnh hổ không có khác biệt lớn, nhưng màu sắc hơi tối màu đỏ. Làm cho người ta chú ý nhất, liền là cái kia bốn cái hổ chảo xung quanh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, nhìn lên, phảng phất là chân đạp hỏa vân đồng dạng. Đây cũng là cấp 5 yêu thú đạp lửa hổ à. Cổ phượng giao có chút không xác định hỏi. Không, đây không phải phổ thông cấp 5 đạp lửa hổ, cũng đã đạt tới cấp 6. Người này hẳn là một cái ngự thú sư, có thể nơi này không phải thú thần châu, Hắn thế nào sẽ đến nơi này? Chủ yếu nhất là bốn phía phản ứng của mọi người, dường như tập mãi thành thói quen, cũng không có bất kỳ kinh hoàng cùng sợ hãi. Đại hoàng cũng cảm giác có chút hiếu kỳ, cái này rõ ràng là thú thần châu ngự thú sư, lại xuất hiện ở cái địa phương này. Muốn biết, đi qua hỏi một chút không phải tốt. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 207. Tại không ít người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trần Trường An trực tiếp hướng cái kia ngự thú sư đi tới ngự thú sư lúc này cũng chú ý tới trần trường an nhìn thấy đối phương hành động cũng là không khỏi đến sững sờ hắn muốn làm gì trần trường an trực tiếp đi tới ngự thú sư trước mặt nhìn một chút dưới người hắn cưỡi đạp lửa hổ theo sau cười lấy hỏi ngươi là ngự thú sư không tệ nơi đây khoảng cách thú thần châu tuy là không xa nhưng cũng không gần ta nghe nói thú thần châu ngự thú sư đồng dạng rất ít xuất hiện ở bên ngoài nguyên cớ tương đối hiếu kỳ tới hỏi một chút trần trường an cười lấy nói Nghe được Trần Trường An lời nói, Ngự thú sư liền rõ ràng, người này chỉ sợ là theo địa phương khác tới, bằng không mà nói, không có câu hỏi này. Ngươi chưa từng tới nơi này, càng không đi qua Thú Thần Châu đúng không?" Ngự thú sư hỏi. "Không tệ, lần đầu tiên tới bên này. Nơi này không phải Thú Thần Châu, nhưng cùng Thú Thần Châu quan hệ tương đối mật thiết. Mặc kệ là tiến vào Thú Thần Châu, vẫn là rời đi Thú Thần Châu, đây đều là khu vực cần phải đi qua, hơn nữa đây là khoảng cách thú thần châu gần nhất một cái duy nhất thành trì một số thời khắc chúng ta cũng tới đến chỗ này mua một chút thú thần châu không có đồ vật nguyên cớ người nơi này đối với ngự thú sư cũng không lạ lẫm bọn hắn cũng biết ngự thú sư mang theo yêu thú là sẽ không tùy ý công kích bọn hắn phải qua đường hơn nữa còn là một cái duy nhất thành trì cái này thú thần châu chẳng lẽ là tại một cái bên trong bình chỉ có một cái cửa ra có khả năng tự do ra vào sao hình như nhìn thấy trong ánh mắt của trần trường an không hiểu thế là cười lấy nói thú thần châu bốn phía bị thú thần sơn mạch xoay quanh thú thần sơn mạch đây chính là thần sơn không thể tùy ý vượt qua nguyên cớ cũng chỉ có một con đường rời đi cùng tiến vào không biết rõ ngươi đi tới cái này thú thần châu có chuyện gì chuyện gì trần trường an cúi đầu nhìn một chút đại hoàng theo sau cười lấy nói ta đối trở thành ngự thú sư rất có hứng thú đây chính là ta chuẩn bị yêu thú ngươi cảm thấy ta có thể được không? Ngự thú sư, ngự chó. Cái này, cái này mẹ nó không phải hồ nháo sao? Trần Trường An lời nói, để cái kia ngự thú sư cũng là khóe miệng giật một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại sống sờ sờ nuốt trở vào. Rất tốt, không tệ. Ta xem trọng ngươi. Ngự thú sư cười cười xấu hổ, theo sau liền không tiếp tục để ý Trần Trường An. Đại hoàng, xem thường hắn ngươi. Trần Trường An cười lấy nói. Phi, liền biết trong miệng ngươi không một câu nghiêm chỉnh lời nói, bất quá, nay ngược lại là một cái tương đối hợp lý thân phận. Nếu không, ngươi muốn trực tiếp xông vào thú thần sơn mạch, phải dễ dàng như vậy. Nghe được đại hoàng lời nói, Trần Trường An gật đầu một cái, tuy nói hai người bọn hắn đối thú thần châu cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng liên quan tới thú thần sơn mạch vẫn là biết một chút, nơi đó bị thú thần châu người trở thành thần sơn, nếu là có người dám xông thần sơn, liền là toàn bộ thú thần châu địch nhân. Tụ tập một châu chi lực đối mạo phạm người tiến hành vây quét ngươi nói những người này có phải là có tật xấu hay không ngự thú sư tiến vào thú thần sơn mạch thuần phục yêu thú không coi là mạo phạm không phải ngự thú sư tiến vào liền là mạo phạm thần sơn mạo phạm thần thú thế nào nghĩ đại hoàng có chút không quá lý giải những người này não mạch kín theo lý thuyết chân chính mạo phạm thú thần sơn mạch không phải là nhóm này ngự thú sư yêu thú thật tốt sinh hoạt tại trong sơn mạch các ngươi liền nhất định muốn đưa chúng nó thuần phục giúp các ngươi chiến đấu có lẽ là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Bằng không mà nói, bên trong thú thần sơn mạch thần thú cũng sẽ không nhìn như không thấy mới đúng. Đi thôi, đi thú thần châu, có lẽ liền sẽ biết trong này bí mật. Một đường thẳng đi, 7 ngày sau đó, Trần Trường An một đoàn người cuối cùng đi tới thú thần châu lối vào. Quả nhiên như là cái kia ngự thú sư nói, cái này thú thần châu thật chỉ có một chỗ ra vào. Bốn phía trùng điệp sơn mạch thật sự là quá cao, tối thiểu mấy trăm mét cao, người tu hành có lẽ cũng không để ý nhưng thú thần châu còn có loại này kỳ hoa quy định, không thể vượt qua thần thú sơn mạch. Nguyên cớ người ở bên trong muốn đi ra, cũng chỉ có cái này một cái nhìn lên không tính đặc biệt đường nhỏ. Các ngươi nói, nếu là trực tiếp lật qua, sẽ như thế nào? Phía trước có người hay không từng làm như thế? Trần Trường An nhìn xem bốn phía thú thần sơn mạch, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Lật qua sẽ như thế nào? Không bị phát hiện chuyện gì đều không có, nếu là bị phát hiện, trở thành toàn bộ châu công địch chứ. Cái này, ta còn thực sự nghe nói qua. Ta là theo gia tộc trưởng bối trong miệng nghe được. Cổ phượng giao không có việc gì liền ưa thích kéo lấy gia tộc trưởng bối, nghe một chút phía ngoài cố sự, nguyên cớ tuy là rất ít ra ngoài, nhưng biết đến sự tình cũng không ít. Đại khái hơn 3.000 năm trước, liền có một người, đối thú thần châu quy củ 10 điểm khinh thường. Tiếp đó hắn liền trực tiếp vượt qua thú thần Sơn Mạch, bay thẳng vào thú thần châu. Kết quả cuối cùng chính là, không còn có tin tức về người này. Sống hay chết cũng không biết không rõ sống chết tung tích không rõ ác như vậy tu vi của người này như thế nào trần trường an tò mò hỏi nghe nói là một vị đột phá đến đại đế cảnh giới không lâu người nguyên cớ từ đó về sau mặc kệ là thú thần châu vẫn là người bên ngoài lại không dám không có việc gì vượt qua thú thần sơn mạch nhưng người động thủ là ai e rằng chỉ có vị kia đại đế cường giả biết người đều tung tích không rõ vậy cái này tin tức là thế nào truyền đi còn có nhiều người như vậy tin nếu như chỉ là thú thần châu người lan truyền ra ngoài e rằng rất nhiều người sẽ bảo trì một cái thái độ hoài nghi ta hoài nghi cố sự này tính chân thực nguyên cớ chúng ta muốn hay không muốn lật một cái thử xem trần trường an lúc này đã có chút dục dịch hắn vốn là không phải cái gì an phận chủ càng là không cho làm cái gì hắn hết lần này tới lần khác liền muốn làm cái gì ngươi nói không cho lật liền không ngã cái này cái này cái này đây không phải có đường ư không cần thiết đi lật à này lại sẽ không quá mạo hiểm một chút cổ phượng giao có chút khẩn trương mà hỏi ta ta nghe công tử cố tiên nhi cũng cảm thấy có chút mạo hiểm nhưng nàng vẫn là lựa chọn nghe theo trần trường an phân phó hắc 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 liền biết tiểu tử ngươi không đi đường thường lật qua lật nhất định cần lật ta ngược lại muốn xem xem thú thần này có bao nhiêu cân lượng còn có ai dám ở trước mặt ta xưng thần thú đại hoàng là thật rất khó chịu cuối cùng nó tại cấm kỵ xâm lâm bên trong cũng bất quá chỉ là xưng vương mà thôi rõ ràng cái này còn có một cái dám xưng thần người mẹ nó có cái kia huyết thống ư đi vậy liền lật trần trường an cười hắc hắc theo sau một tay một cái nắm lấy cố tiên nhi cùng cổ phượng dao bay thẳng vượt thú thần sơn mạch đại hoàng theo sát phía sau đồng dạng cũng là một cái không biết sợ chủ cái này ta liền biết cái này truyền ngôn đều là giả cái gì đại đế cảnh giới cường giả vượt qua thú thần sơn mạch phía sau tung tích không rõ Đều là gạt người Trần Trường An một đoàn người vượt qua thú thần Sơn Mạch Cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh Cái này khiến Đại Hoàng 10 điểm khinh thường Lẽ nào thật sự chính là giả ư Rõ ràng biên cố sự lừa ta Thật là quá ghê tởm Cổ Phượng Giao cũng cảm giác 10 điểm phiền muộn Vốn cho rằng mình có thể cung cấp một chút tin tức Thật không nghĩ đến lại là giả E rằng gạt người một người khác hoàn toàn Tại biết tin tức này thời điểm Ta liền có hoài nghi Thú thần Sơn Mạch lớn như vậy coi như thật có người lật qua, ai sẽ biết. Ta cũng không tin, cái kia tại phía trên bay tới bay lui người, cũng đều sẽ bị lấy xuống sao. Được rồi, chúng ta đây cũng là đến Thú Thần Châu, xem trước một chút tình huống như thế nào. Thuận tiện hỏi thăm một chút thần thú tin tức. Trần Trường An rất rõ ràng, đại hoàng muốn tới nơi này, mục đích chính yếu nhất liền là thần thú. Nhưng hắn cùng đại hoàng đều thả ra qua cảm giác của mình, cũng không có cảm giác được cái gì yêu thú cường đại. Trần Trường An một đoàn người một đường tiến lên, rất nhanh, liền đi ngang qua một cái thôn nhỏ. Nơi này có cái thôn, đi qua hỏi thăm một chút tình huống chung quanh. Trần Trường An đang chuẩn bị tiến về phía trước thôn nhỏ, lại đột nhiên nhớ mày. Cái này, chạy cái gì? Trông thấy chính mình chạy cái gì? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 208, bọn hắn thế nào? Tại sao muốn chạy? Trần Trường An mấy người đều có chút mộng, đại hoàng lúc này cũng là nghiêng đầu, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Có phải hay không chúng ta bộ dáng hù đến bọn hắn? Quần áo. Vẫn là cái gì? Cái này thú thần châu quần áo chính xác cùng địa phương khác có chút không giống nhau lắm. Có lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh cùng phong tục nguyên nhân, nhìn lên càng thêm cuồng dã một chút. Muốn nói dọa người, đó cũng là bọn hắn ăn mặc dọa người à. Ân. Lại trở về. Ngoạ tào, cái này. Cả một cái thôn người đều chạy ra ngoài à thế nào còn cầm lấy vũ khí. Vừa mới cửa thôn mấy người nhìn thấy Trần Trường An bọn hắn phía sau, liền trực tiếp quay người liền chạy, không lâu sau thời gian, toàn thôn nam nữ già trẻ tất cả đều cầm lấy vũ khí chạy ra. Nhìn thấy điệu bộ này, Trần Trường An nhướng mày, nhìn tới, cái này thú thần sơn mạch, còn thật không phải là dễ như vậy lật. Chỉ sợ là tại trên người chúng ta lưu lại cái gì ấn ký. Những người này, chỉ sợ là cảm thấy chúng ta mạo phạm thần thú, muốn trừng phạt chúng ta. Nghe được Trần Trường An lời nói, Cố Tiên Nhi cùng Cổ Phượng Giao mới chợt hiểu ra, nguyên lai truyền ngôn cũng không hoàn toàn đều là giả tạo. Đại Hoàng lúc này lại có chút hiếu kỳ, vì sao? Đại Hoàng trong đầu tràn đầy nghi vấn. Nó không phát hiện, Trần Trường An cũng không có phát hiện, hết lần này tới lần khác những cái này nhìn lên hết sức bình thường thôn dân, có khả năng phát hiện bọn hắn vượt qua thú thần sơn mạch. Quá quỷ gì à? Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì đặc biệt năng lực sao? Làm thế nào? đều là một nhóm phổ thông thôn dân, một cái tu luyện giả đều không có, càng không có ngự thú sư. Động thủ ư? Đại hoàng nhìn xem Trần Trường An hỏi. Tính toán, một nhóm phổ thông thôn dân, hà tất cùng bọn hắn đồng dạng tính toán. Bất quá, có một số việc, vẫn là đến trước hỏi rõ rồi chứ, không sau đó khuôn mặt dễ thua thiệt. Ngay tại Trần Trường An cùng Đại Hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, đám thôn dân này đã vọt tới phụ cận. Các ngươi lại dám mạo phạm thần thú, quả thực chết tiệt chúng ta sẽ không để qua các ngươi mọi người cùng nhau xông lên giết mạo phạm thần thú ác đồ thôn trưởng biểu tình tràn ngập phẫn nộ chỉ huy tất cả thôn dân nhìn điệu bộ này là muốn muốn sống sống đánh chết trần trường an mấy người chờ một chút nhìn thấy đối phương muốn động thủ trần trường an khoát tay ngăn trở mọi người hành động ta cũng không có mạo phạm thần thú kỳ thực ta cũng là một tên ngự thú sư không phải nói ngự thú sư có thể tiến vào thú thần sơn mạch sao các ngươi nhìn, cái này, liền là yêu thú của ta. Trần Trường An nói xong sau đó, chỉ chỉ bên cạnh đại hoàng. Nói hưu nói vượn, ngươi căn bản cũng không phải là ngự thú sư. Thế nào, chẳng lẽ dạy bảo chó sư, liền không thể làm ngự thú sư ư, ngươi kỳ thị ta. Trần Trường An lời nói, để thôn trưởng cũng là sững sờ, dạy bảo chó sư là cái gì, nuôi chó. Ngươi ít hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi nếu biết quy củ, vì sao còn muốn đi vào thú thần sơn mạch? mạo phạm thần thú thôn trưởng phẫn nộ nói không phải ngươi làm sao lại xác định ta thật tiến vào thú thần sơn mạch ngươi làm sao nhìn ra được trần trường an có chút hiếu kỳ mà hỏi vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng nói cho ngươi loại trừ ngự thú sư bên ngoài người khác chỉ cần đi vào thú thần sơn mạch hoặc là theo thú thần sơn mạch trên không bay qua đều sẽ lưu lại tới một đạo ấn ký một cái chỉ có chúng ta thú thần châu cư dân có khả năng nhìn thấy ấn ký nguyên cớ đừng nghĩ ngụy biện thôn trưởng trầm giọng nói một cái chỉ có thú thần châu cư dân có khả năng nhìn thấy ấn ký đây cũng quá nói linh tinh à người thường đều có thể nhìn thấy chính mình cùng đại hoàng thực lực như vậy nhỉ không tới quan trọng nhất chính là trần trường an bay qua thú thần sơn mạch thời điểm có thể cũng không phải là một điểm tâm nhãn không lưu hắn chú ý tới cũng không có bất kỳ năng lượng ba động đã không thể lượng ba động thế nào sẽ lưu lại tới ấn ký phải không ta không tin nhất định là các ngươi muốn trao đổi tiền tài sát hại tính mệnh, cho nên mới cố tình mưu hại chúng ta. Vốn cho rằng cái này thú thần châu địa linh nhân kiệt, mọi người đều là thiện lương thuần phát người. Ai, thật là không nghĩ tới, lại là một nhóm thổ phỉ, cường đạo, vô sỉ bại hoại. Nhìn tới, ta thật không nên tới, còn tưởng rằng đi tới nơi này, liền có thể đạt được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, thuận lợi trở thành ngự thú sư. Là ta quá trẻ tuổi, quá đơn thuần, quá vô tri. Trần Trường An những lời này, đừng nói những thôn dân này nghe choáng váng cố tiên nhi cùng cổ phượng giao cũng là có chút theo không kịp hắn não mạch kín ô ô ô ô mà đại hoàng hết sức phối hợp tại một bên bi thương gào thét lên ngươi ngươi nói vậy chúng ta mới không phải là muốn trao đổi tiền tài sát hại tính mệnh đúng chúng ta không phải người như vậy chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì đi tới thú thần châu người nhưng tuyệt đối không chào đón những cái kia mạo phạm thần thú người chúng ta đều là thiện lương người chúng ta không phải cường đạo không phải thổ phỉ có chút thôn dân vẫn là rất đơn thuần cực kỳ chất phác đối mặt trần trường an nghi vấn bọn hắn thế nhưng vội vã lại bắt đầu giải thích nhưng lão thôn trưởng cũng không phải là dễ lừa như vậy trần trường an bọn hắn những người này trên mình mang theo ấn ký tất nhiên là tiến vào qua thú thần sơn mạch ngươi cảm thấy các ngươi đánh thắng được ta sao nhìn thấy lão thôn trưởng không hề bị lay động trần trường an trực tiếp đổi một bộ sáo lỗ võ thuật lời này vừa nói ra lão thôn trưởng cũng là xứng sờ xem xét cẩn thận trần trường an mấy người trong lòng cũng là một điểm lực lượng đều không có coi như đánh không được chúng ta cũng tuyệt đối không thể cho phép các ngươi mạo phạm thần thú ta không phải thú thần này cho các ngươi chỗ tốt gì các ngươi liền như vậy thờ phụng nó trần trường an trực tiếp cắt ngang thôn trưởng lời nói hắn hết sức tò mò thú thần này có phải hay không cho thú thần châu người hạ dược nếu là không có thần thú liền không có chúng ta thú thần châu ngươi nói chúng ta vì sao thờ phụng nó nói cho ngươi bất luận kẻ nào đều không thể mạo phạm thần thú, chúng ta sẽ dùng tính mạng của mình tới thủ hộ thú thần. Không có thần thú, liền không có thú thần châu. Đám người này, đều là thần thú nuôi. Thế nào cảm giác có điểm là lạ đây này? Trần Trường An trực tiếp ngồi trên mặt đất, đối lão thôn trưởng vẫy vẫy tay, nói, lão ca, tới, chúng ta nói chuyện. Ngươi nhìn, ta nếu là đối các ngươi có ác ý, ta chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, các ngươi liền đều đã chết. Ta là thiện lương không tin ngươi nhìn. Dứt lời, Trần dài ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra, đem xa xa mấy chục cây đại thụ chặt đứt. Nhìn thấy Trần Trường An thực lực, mọi người cũng là cả kinh, không nghĩ tới người này nhìn lên tuổi không lớn lắm, thực lực rõ ràng như vậy mạnh. E là cho dù là một chút phổ thông thuần thú sư, đều không phải là đối thủ của hắn à. Ngươi, ngươi muốn nói chuyện gì? Ngươi không muốn hù dọa ta, coi như ngươi hù dọa ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Nguyện làm thần thú đại nhân, kính dâng hết thảy không tệ nguyện làm thần thú đại nhân kính dâng hết thảy nguyện làm được rồi biết các ngươi trung thành có thể hay không tâm sự ta liền hỏi đến cùng có thể hay không trò chuyện lão thôn trưởng do dự sau một lát đi đến trần trường an chỗ không xa ngồi xuống tới có chút cảnh giác nhìn trần trường an một chút theo sau hỏi ngươi muốn trò chuyện cái gì ta đối với nơi này hết thảy đều thật tò mò nhất là ấn ký này là chuyện gì xảy ra có phải hay không các ngươi thú thần châu người đều có thể nhìn thấy nhưng người khác nhìn không tới vậy các ngươi sẽ thế nào đối đãi có ấn ký người giết hắn ư còn có ngươi nói là bởi vì có thần thú mới có thú thần châu đây cũng là cái gì trần trường an lại nhải nói một chàng cái này khiến lão thôn trưởng đều cảm giác có chút đau đầu ngươi có thể hay không từng cái hỏi một lần hỏi nhiều chuyện như vậy ngươi để ta trả lời trước cái nào ta nói những cái này ngươi cũng nhớ kỹ ư không nhớ kỹ cái kia bằng không ta lặp lại lần nữa đừng 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 không cần nói ngươi chính là cái gì cũng không biết thôi đúng liền là ý tứ này tốt vậy ta liền từ đầu kể cho ngươi đến có thể nhưng có thể hay không nói ngắn gọn ngươi mẹ nó đến cùng có nghe hay không bằng không ngươi trực tiếp chơi chết ta đi thế nào nhiều chuyện như vậy ngươi nhìn một chút lớn tuổi tính tình còn thẳng bạo ngươi nói ngươi từ từ nói bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 209. Theo lấy lão thôn trưởng êm tai nói, Trần Trường An một đoàn người, đối với thú thần châu, cuối cùng có một cái chân chính nhận thức cùng giải. Thú thần châu nguyên bản, ở vào một cái đặc biệt nguyên thủy trạng thái, bởi vì nơi này nguyên bản cùng ngoại giới, là trọn vẹn không tương thông. Liên hiện tại cái kia đi ra đường nhỏ đều chưa từng tồn tại. Hơn nữa tại nơi này, không có tu luyện, không có công pháp, không có võ kỹ. Người nơi này, Trải qua nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt, cứ việc nơi này linh khí rất nồng nặc, có thể mọi người tuổi thọ không hề dài. Bởi vì bọn hắn cũng không thể đủ nắm giữ quá nhiều sinh tồn năng lực. Ngay tại lúc này, thần thú xuất hiện. Thần thú mang cho mọi người cuộc sống mới, kiến thức mới, hết thảy tất cả. Toàn bộ thú thần châu, có thể nói là tại thần thú dẫn dắt phía dưới, phát triển thành bây giờ dáng dấp. Mà ngự thú sư, càng là thần thú đích thân cho phép, mục đích là vì để cho nơi này có một bộ phận người biến đến cường đại. Nắm giữ bảo vệ mọi người, canh phòng thú thần châu năng lực. Mà như thế nào trở thành ngự thú sư, cùng ngoại giới truyền cũng không giống nhau. Tại nơi này, Tân Sinh Hải Nhi sẽ tiến hành khảo thí, khảo thí đối phương cùng yêu thú ở giữa độ thân mật như thế nào. Đích thân mật độ đầy đủ lời nói, liền sẽ đem Hải Nhi đưa vào đến thú thần sơn mạch. Lúc này, Liên sẽ có khác biệt yêu thú tới chọn lựa Hải Nhi, cũng đem cái này Hải Nhi đưa đến nhà của mình, cùng thú con của mình một chỗ sinh hoạt. Hải Nhi từ nhỏ cùng yêu thú con non một chỗ sinh hoạt, bọn hắn quan hệ cũng sẽ 10 điểm thân mật đợi đến hải nhi sau khi lớn lên liền sẽ cùng thân mật nhất con yêu thú kia trở thành đồng bạn trở thành ngự thú sư mà hải nhi tất cả công pháp phương pháp tu luyện cũng đều là tại thú thần sơn mạch quá trình lớn lên bên trong bị truyền thụ cho truyền ngôn là thần thú đích thân truyền thụ nhưng ngự thú sư ở giữa cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nhắc lên chuyện này nguyên cớ dù cho tại thú thần châu truyền ngôn cũng có rất nhiều phiên bản nguyên lai like theo hải nhi thời điểm liền muốn đưa vào đến thần thú sơn mạch cái kia tiễn bọn hắn đi vào người đây, nhất định phải là ngự thú sư ư. Nếu như không phải ngự thú sư, chẳng phải là mạo phạm thần thú. Bọn hắn không có ấn ký. Trần Trường An tò mò hỏi. Sẽ không, bởi vì thú thần châu, một năm chỉ có một lần đưa Hải Nhi tiến vào thú thần Sơn Mạch cơ hội. Tại thời gian này, những cái này mang theo Hải Nhi lên núi người là sẽ không bị in dấu xuống ấn ký. Về phần ấn ký này vì sao chỉ có chúng ta nhìn thấy, đó là bởi vì chúng ta là thần thú trung thành nhất tín đồ chúng ta đạt được thần thú đại nhân ban cho năng lực chỉ có chúng ta nói xong nói xong tại sao lại bắt đầu chiều bái lên đây trần trường an có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không cắt đứt bởi vì lão giả này nói e rằng không hẳn một điểm đạo lý đều không có nhất định là thần thú làm cái gì cho nên mới sẽ để bọn hắn nắm giữ năng lực như vậy hoặc là nói là một loại thú thần châu dân bản địa mới có kỹ năng nơi này bí mật còn thật không ít cái gọi thần thú, bất quá chỉ là yêu thú thôi, đối phương tại sao muốn đối với nơi này nhân loại hữu hảo như vậy? Tuy nói yêu thú cùng nhân loại ở giữa, không thể nói là xung khắc như nước với lửa, nhưng cũng tuyệt đối không tốt đến quan hệ mật thiết. Nó mục đích làm như vậy là cái gì? Thú thần Sơn Mạch lại có bí mật gì? Vì sao không cho phép người khác tiến vào? Hơn nữa người khác theo thú thần Sơn Mạch bay qua cũng không phải không thể, nhưng ngươi không thể tiến vào thú thần Châu, sau khi tiến vào, liền là tất cả mọi người địch nhân. Vậy cái này ấn ký, có biện pháp tiêu trừ ư? Trần Trường An tò mò hỏi. Tiêu trừ, cái này còn không đơn giản, chết chẳng phải không còn ư. Thôn trưởng lời nói, để Trần Trường An sạm mặt lại, lão tử còn không biết rõ chết liền không có. Có thể lão tử không chết được. Ấn ký này dạng gì? Màu vàng kim, mấy người các ngươi, loại trừ nó, trên trán đều có. Loại trừ nó, đại hoàng không có ấn ký. Đại hoàng, ngươi nhìn ta một chút chán, có đồ vật ư không có ta nhìn không thấy cái kia trên trán ngươi mặt vì sao có a à, ta có đại hoàng sững sờ người trưởng thôn này không phải nói chính mình không có ấn ký ư vì sao trần trường an nói có có cái gì có một chút ngốc ta đại hoàng hận không thể cho chính mình một bàn tay đều biết tên khốn kiếp này không đứng đắn chính mình thế nào còn đánh phối hợp đây dư thừa tiếp hắn lời này đợt mà lúc này đại hoàng miệng nói tiếng người để bốn phía thôn dân đều nhìn trợn tròn mắt. Yêu thú, con chó này rõ ràng thật là yêu thú. Thật thần kỳ. Cái này thú thần châu nhiều như vậy ngự thú sư, nhiều như vậy yêu thú, cho tới bây giờ chưa từng thấy đại hoàng dạng này chó loại yêu thú. Ngươi thật muốn trở thành ngự thú sư. Thôn trưởng có chút kinh ngạc nhìn Trần Trường An một chút. Đúng à? Ngươi nhìn, cái này mang theo điều kiện tới. Ta cùng đại hoàng, từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, ai, thời gian qua đến đáng à làm không bị người bắt nạt hai chúng ta trải qua phong xương, cũng là nhìn hết nhân gian ấm lạnh đây không phải nghe nói các ngươi nơi này người tốt còn có thể trở thành ngự thú sư ư ta muốn vĩnh viễn cùng đại hoàng tại một chỗ ta cảm thấy ta nhất định cần trở thành ngự thú sư dạng này ta liền có năng lực bảo vệ đại hoàng có năng lực dẫn nó được sống cuộc sống tốt ta trần trường an cái này nói hư nói vượn năng lực đại hoàng là quá rõ ràng bất quá nhưng cố tiên nhi cùng cổ phượng giao rõ ràng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị đáng sợ nhất là thôn này dân cư lại còn có người nghe tới yên lặng lau nước mắt tin rõ ràng còn thật có người tin cái này liên chân trường an cái này mặc làm sao thấy được thời gian qua khổ bên cạnh còn đeo hai cái đại mỹ nữ đây là nghèo khổ người cái kia có phối trí ư thôn này dân cũng quá đơn thuần à đúng còn có thôn trưởng thôn trưởng nhất định là một cái có trí tuệ người nhất định có thể ai nghĩ không ra ngươi cũng là một cái người cơ khổ đoạn đường này chịu không ít khổ à thôn trưởng có chút đau lòng nhìn trần trường an một chút nghe được thôn trưởng lời nói trần trường an biểu tình bi thương trùng điệp gật đầu một cái đắng vậy làm sao có thể không đắng đây ngươi nói một chút ngươi hài tử này nếu là người cơ khổ vì sao còn phải chạy đến thú thần sơn mạch đi ngươi cái này khiến chúng ta như thế nào cho phải thôn trưởng có chút bất đắc dĩ một phương diện có chút đau lòng trần trường an một phương diện lại có chút khó xử. Cuối cùng quy củ liền là quy củ, Trần Trường An bọn hắn mạo phạm thần thú, bọn hắn không thể tin không để ý tới. Nếu như ta trở thành ngự thú sư, có phải hay không không coi là mạo phạm? Vậy ta liền là thần thú thương yêu con dân có đúng hay không? Cứ như vậy, ta tiến vào thú thần sơn mạch sự tình, chẳng phải thuận lý thành chương ư. Hơn nữa, ta thật là ngự thú sư, ta cảm thấy nhất định là ta con chó này không thuộc về thú thần sơn mạch, nguyên cớ dù cho ta là ngự thú sư cũng lưu lại ấn ký nhưng ta cái này không thể tính toán mạo phạm à cuối cùng ta thật là ngự thú sư các ngươi quy củ của nơi này có thể từng nói qua bên ngoài thú thần châu ngự thú sư không thể tiến vào thú thần sơn mạch trần trường an lời nói để lão thôn trưởng cũng ngây ngẩn cả người cái này nói có đạo lý hả à? trần trường an cái này có thể xem như không hiểu quy củ vô tâm chi thất hơn nữa thú thần châu quy củ Ngự thú sư có thể tự do ra vào thú thần sơn mạch, cũng không có quy định, nhất định phải thú thần châu ngự thú sư à? Ân, hẳn là con chó này vấn đề, cùng ngươi hài tử này không có quan hệ. Chờ chút, cũng không đúng. Ngươi là ngự thú sư, vậy cái này hai cái nữ oa oa đây, các nàng cũng là. Các nàng tiến vào thú thần sơn mạch cũng không được à? Đột nhiên, lão thôn trưởng cuối cùng phản ứng lại, nói hồi lâu, Trần Trường An coi như không có vấn đề, vậy cái này hai cái nữ hài tử, cũng không phải ngự thú sư à? thôn trưởng lời ấy sai rồi các nàng kỳ thực cũng là ngự thú sư hà các nàng cũng là đồng bọn của các nàng yêu thú đây thế nào không thấy lão thôn trưởng có chút nghi ngờ hỏi ai không dối gạt ngài nói đoạn đường này chúng ta đi gian khổ à ngự thú sư ở bên ngoài không nhận chào đón còn bị người chế giễu thậm chí bị người khi dễ tại tiến vào phía trước thú thần châu hai người bọn họ đồng bạn yêu thú bị bị người cho Nhìn thấy Trần Trường An cái này muốn nói lại thôi, Thương Tâm dáng dấp, thôn trưởng đám người đều là biến sắc mặt, chẳng lẽ là bị giết? Thôn trưởng phẫn nộ mà hỏi. "Ừ." Trần Trường An giả bộ như Thương Tâm dáng dấp, mười điểm ủy khuất gật đầu một cái. "Quá ghê tởm. Quả thực quá ghê tởm. Ô, ô ô ô ô, bọn hắn thật đáng thương, quá đáng thương." Thôn trưởng, bọn hắn đều như vậy đáng thương, vẫn là đừng làm khó bọn hắn à? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 210. Trần Trường An tinh xảo diễn kỹ, để tất cả thôn dân cũng vì đó động dung, yên lặng rơi lệ. Nhìn xem Trần Trường An mấy người, gọi là một cái đau lòng. Cổ phượng giao cùng cố tiên nhi hai người, lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, rõ ràng còn có thể như vậy thao tác. Các nàng đối với Trần Trường An nhận thức, cũng lại lên một cái độ cao. Đại trí tuệ, đây là một cái nắm giữ đại trí tuệ người à. Không đánh mà thắng, liền có thể đủ giải quyết trước mắt nan đề, đây là bực nào trí tuệ. Nguyên bản tại cổ phượng giao cùng cố tiên nhi nhìn tới, đối mặt những cái này phổ thông thôn dân, lựa chọn của Trần Trường An, một cái là động thủ, một cái là trực tiếp rời đi. Nhưng Trần Trường An hết lần này tới lần khác chọn một đầu cùng bọn hắn hòa mình con đường này. Không vẻn vẹn theo thôn dân nơi này thu được mình muốn tin tức, còn để bọn hắn từng cái đau lòng khóc ròng ròng. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Bất quá, cái này cũng nói rõ tại thú thần châu nơi này, đại đa số người đều rất đơn thuần chất phác. Hai tử, còn chưa ăn cơm à? Đi, về đến trong nhà đi, cho các ngươi làm điểm ăn. Nhìn một chút các ngươi từng cái, đói đều gầy thoát lẫn nhau. Còn có cái này hai tiểu ni tử, ngươi nhìn một chút, có phải hay không quá thương tâm? Thế nào cảm giác có chút ngơ ngác? Đừng khổ sở, đến thú thần châu, còn có cơ hội trở thành ngự thú sư. Chỉ bất quá các ngươi tuổi đời này có chút lớn, không thể trở thành trời chọn ngự thú sư, nhưng còn khác biệt biện pháp. Hà, còn khác biệt biện pháp lại hỏi tham gia tới một tin tức vị đại nương này thật còn khác biệt biện pháp ư ngươi nhìn một chút các nàng hai cái từ lúc đồng bạn yêu thú chết về sau cha không nhớ cơm không nghĩ người đều nhanh biến choáng váng trần trường an tại một bên vội vã tiếp nối lời nói đợt còn tiện thể lấy cho hai người nháy mắt cổ phượng giao cùng cố tiên nhi hai người cũng là bất đắc dĩ phối hợp trần trường an biểu tình thương cảm ánh mắt đờ đẫn không ngừng gật đầu Đại hoàng lúc này tại một bên cũng sớm đã sắp không nín được cười, nếu không phải Trần Trường An hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút, phòng trừng con hàng này sẽ cười rất lớn tiếng. A, à, kỳ quái, các ngươi ấn ký thế nào? Thế nào không gặp? Đột nhiên, thôn trưởng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường An ba người, bọn hắn nguyên bản trên trán ấn ký, rõ ràng biến mất không thấy. Đây cũng quá kỳ quái à? Chẳng lẽ là thần thú đại nhân cũng bị kinh nghiệm của bọn hắn cảm động ư? Thần thú đại nhân quả nhiên là hiền lành nhất định là các ngươi chân thành cảm động thần thú đại nhân cho nên mới hủy bỏ các ngươi trên mình ấn ký dạng này các ngươi tại cái này thú thần châu liền sẽ không bị nhằm vào cảm tạ thần thú đại nhân cảm ơn thần thú đại nhân bất thình lình biến hóa để trần trường an ba người đều mộng cái đồ chơi này nói không liền không có thú thần này thủ đoạn không khỏi quá thông thiên à đại hoàng ngươi vừa mới phát giác được cái gì khí tức đặc biệt ư trần trường an truyền âm hỏi không có liền hai người chúng ta đều giấu giếm được, thú thần này không đơn giản à. Ta hiện tại thật có chút tin tưởng, thú thần này e rằng bước vào đến cấp 10 yêu thú. Thế nhưng, đại hoàng lúc này biểu tình cũng có chút dầu gì, cấp 10 yêu thú rất mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Trường An linh hồn cường đại như vậy, lực cảm giác tuy là không bằng chính mình phạm vi rộng như vậy, nhưng Trần Trường An cực kỳ nhạy bén, không có khả năng liền Trần Trường An đều không phát hiện được hoặc liền là đối phương căn bản cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn gì hoặc thủ đoạn của đối phương quá nghịch thiên mặc kệ là cái nào ấn ký biến mất nói rõ thần thú đã chú ý tới bọn hắn thần thú cũng sẽ không cùng những thôn dân này đồng dạng dễ bị lừa vậy hắn vì sao còn muốn hủy bỏ trần trường an ba người ấn ký đây chẳng lẽ thần thú cũng đơn thuần một nhóm cái kia ta biết thần thú lòng dạ từ bi là cái thiên đại người tốt nhưng ta muốn hỏi chính là như thế nào mới có thể để các nàng trở thành ngự thú sư các ngươi không phải mới vừa nói còn khác biệt biện pháp ư trần trường an tò mò hỏi có tất nhiên có cái này thú thần châu nhiều như vậy ngự thú sư cũng không phải là tất cả mọi người là trời chọn ngự thú sư từ nhỏ đã tại thú thần sơn mạch trưởng thành chúng ta nơi này thế nhưng có không ít ngự thú học viện phàm là tiến vào học viện học tử học nghiệp thành công liền có thể ngoài định mức thu được tiến vào thú thần sơn mạch tìm kiếm đồng bạn yêu thú cơ hội ngự thú học viện nghĩ không ra tại trong cái thú thần châu này còn có chỗ như vậy tồn tại vậy các ngươi biết thần thú tại địa phương nào ư hoặc là nói thế nào mới có thể đủ nhìn thấy thần thú nếu là có may mắn đủ nhìn thấy thần thú cái này sẽ là biết bao vinh hạnh một việc à nghe được trần trường an lời nói các thôn dân 10 điểm tán thành tại cái này thú thần châu ai không muốn nhìn thấy thần thú đây chính là trí cao vô thượng vinh quang Thần thú đại nhân làm sao có khả năng nói là gặp liền có thể thấy đây. Thần thú đại nhân, e rằng đã có trên vạn năm không có hiện thân qua. Ai, chúng ta những người này, càng không có cơ hội nhìn thấy. Thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thấy thần thú, khả năng là thú thần châu mỗi người mộng tưởng, nhưng cũng không phải ai cũng có cơ hội. Trần Trường An cũng nhìn ra tới, những người này cuối cùng quá bình thường, biết đến tin tức cũng hẳn là có hạn. Có khả năng theo trong miệng bọn hắn biết được nhiều như vậy tin tức đã là không dễ, Trần Trường An liền không có tiếp tục tìm hiểu. Nếu muốn biết càng nhiều tin tức, e rằng cần tiến về càng lớn thành trì mới được. Có lẽ, trực tiếp tiến về thú thần châu, lớn nhất ngự thú học viện. Không thể không nói, nơi này thôn dân, thật rất hiền lành, chuẩn bị 10 điểm phong phú cơm tối tới chiêu đãi Trần Trường An một đoàn người. Tuy nói những thức ăn này không tính là vật gì tốt, nhưng nhất định là bọn hắn có khả năng cầm ra được, tốt nhất thức ăn tốt nhất. Cùng những người này chờ tại một chỗ, Trần Trường An cũng mười điểm hiền hòa, nụ cười trên mặt cũng tràn đầy chân thành tha thiết. Kèm thêm lấy cổ phượng giao cùng trên mặt cố tiên nhi nụ cười cũng nhiều lên, cùng trong thôn hài đồng chơi đùa đùa giỡn. Kỳ thực, cuộc sống như vậy cũng không tệ, tự cấp tự túc, không buồn không lo. Ngươi nhìn trên mặt bọn hắn nụ cười, không có nửa điểm giả tạo. Trần Trường An cười nhạt nói. Thế nào? Muốn ẩn lui. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi, ngươi chờ không được. Đại Hoàng cười lấy nói. Cuộc sống như vậy là không tệ, nhưng cũng không thích hợp ta cũng không thuộc về ta. Đại hoàng, nơi này thần thú quả thật có chút cổ quái, hơn nữa bí mật rất nhiều. Muốn tìm được nó, e rằng còn thật không phải là chuyện một sớm một chiều. Trần Trường An uống một ngụm thôn này dân chính mình nhưỡng rượu, tuy nói cũng không phải là cái gì tuyệt thế rượu ngon, nhưng uống lại hết sức thống khoái. Ta biết, đây cũng không phải là nóng nảy sự tình. Ngươi tính toán gì, tiến về thú thần châu lớn nhất ngự thú học viện, tiếp đó tìm hiểu tin tức ư. Đại Hoàng hỏi. Kế trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy chỉ có chỗ như vậy có lẽ sẽ càng đến gần thần thú cũng có thể đạt được càng nhiều tin tức tại cái này thú thần châu cũng không có cái gì quá nhiều phân chia thế lực chỉ có ngự thú liên minh mà ngự thú liên minh là từ to to nhỏ nhỏ ngự thú học viện tạo thành chơi chọn ngự thú sư tự nhiên là thú thần châu tương đối đặc biệt tồn tại địa vị cũng cực cao nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít đại đa số người đều là hậu kỳ thông qua ngự thú học viện bồi dưỡng ra được mỗi một cái thú thần châu người đều muốn gia nhập ngự thú học viện nguyên cớ cấp bậc càng cao ngự thú học viện muốn gia nhập độ khó cũng là càng lớn sáng sớm hôm sau trần trường an mấy người liền rời đi cái này thôn trang nhỏ trần trường an cũng không có cho bọn hắn lưu lại tới bất kỳ tặng cuối cùng trần trường an đồ vật lưu lại tới đối bọn hắn chưa chắc là chuyện gì tốt cuối cùng hoài bích có tội nếu là những vật này bị có chút người nhìn thấy nói không chắc sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn thú thần châu rất lớn nhưng cũng không tính lớn thành trì tổng cộng cũng bất quá gần trăm cái mà thôi mà thú thần châu lớn nhất thành trì liền là thú thần thành đây là thú thần châu xuất hiện tòa thứ nhất cỡ lớn thành trì theo lấy thời gian phát triển biến đến càng lúc càng lớn càng ngày càng náo nhiệt trong thú thần thành thú thần học viện tự nhiên cũng đã trở thành tất cả ngự thú sư trong lòng thánh địa cuối cùng đây chính là thần thú đích thân hạ lệnh thành lập cái thứ nhất ngự thú sư học viện bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 211. Cái này thú thần châu người, không vẻn vẹn quần áo cuồng dã, dân phong cũng là 10 điểm biêu hãn. Sau khi vào thú thần thành, có thể nghe được bốn phía cũng là không ngừng mà truyền đến tiếng cãi vã, từng cái giọng đều rất lớn. Mặc kệ là nam hay là nữ, tính cách đều là như vậy. Cái này thú thần thành xứng đáng là thú thần châu lớn nhất thành trì, cũng là thú thần học viện vị trí, trên đường cái tùy ý đều có thể nhìn thấy ngự thú sư. Hình như mỗi người bên cạnh nếu là không đi theo một đầu yêu thú lời nói, liền rõ rệt có chút không hợp nhau. Cái này, thế nào cảm giác tất cả mọi người là ngự thú sư? Đây cũng quá nhiều à. Cổ phượng giao có chút kinh ngạc, cái này có thể cùng truyền văn không giống nhau lắm. Ở bên ngoài người trong ấn tượng, thú thần châu có ngự thú sư, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều, mới vừa tiến vào thú thần châu thời điểm, Trần Trường An mấy người cũng là ý nghĩ như vậy. Cuối cùng căn bản liền không thấy qua bao nhiêu cái ngự thú sư, nhưng sau khi đến thú thần thành, ý nghĩ này trực tiếp bị lật đổ. Nhiều, quá nhiều. Đi đầy đường ngự thú sư. Hoa, thật đáng yêu cầu cầu. Đột nhiên, một cái nhìn lên chỉ có 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ oa một mặt hưng phấn nhìn xem đại hoàng. Tiểu nữ oa buộc lấy xong đuôi ngựa, chạy xong đuôi ngựa không ngừng đong đưa, nhìn lên 10 điểm đáng yêu. Ca ca, đây là chó của ngươi ư. Ta có thể sờ sờ nó ư. Tiểu nữ oa ngẩng đầu nhìn Trần Trường An một chút, ngọt ngào cười một tiếng. Trần Trường An đối với tiểu hài cho tới bây giờ đều là không cảm giác, không nói ưa thích, nhưng cũng không ghét. Nhưng mà cái này tiểu nữ oa cười lên, lại hết sức có lực tương tác, để người không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nó gọi đại hoàng, không cắn người, giờ đi. Trần Trường An cười lấy nói. Cảm ơn ca ca. Đại hoàng, ngươi thật đáng yêu. Đại hoàng lúc này một mặt bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, mặc cho tiểu nữ oa đối chính mình tiến hành yêu vuốt ve không nói vui vẻ, nhưng cũng không có cái gì không vui. Chó nha, chẳng phải là để người sờ vuốt sao? Ca ca, các ngươi là từ bên ngoài tới ư? Vậy các ngươi có phải hay không rất nhanh liền đi. Mò một hồi đại hoàng phía sau, tiểu nữ oa ngẩng đầu nhìn Trần Trường An mấy người hỏi một câu. Nếu oa nên kỳ tuy nhỏ, nhưng cũng biết Trần Trường An bọn hắn mặc xem xét cũng không phải là thú thần châu người. Không xác định, khả năng sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Nghe nói như thế tiểu nữ oa ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy các ngươi ngủ ở chỗ nào? Ta có thể đi tìm đại hoàng chơi ư? Đại hoàng thật đáng yêu, chúng ta nơi này đều không có cầu cầu. Không có cầu cầu, Trần Trường An cũng không cảm thấy kỳ quái, cuối cùng trong cái thú thần thành này, nhiều nhất là yêu thú, mà không phải phổ thông động vật. Nhưng không có cầu cầu, tiểu nữ oa này là tại sao biết chó đây này? Ta đã thấy cầu cầu, đều là chó hoang, có thể hung có thể hung đây. Tiểu nữ oa bĩu môi nói, nguyên lai like là gặp qua chó hoang. Kỳ kỳ, nên trở về nhà, không nên quấy giày từ bên ngoài đến khách nhân. Đúng lúc này, chỗ không xa một cái lão giả bất đắc dĩ nhìn cái này gọi kỳ kỳ tiểu nữ oa một chút, theo sau gọi kỳ kỳ trở về nhà. Há, ra ra, ta đã biết. Kỳ kỳ bĩu môi có chút buồn bực, nhìn xem đại hoàng ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Ta gọi kỳ kỳ, các ngươi cũng có thể tới tìm ta chơi à. Nhà ta liền ở tại. Kỳ kỳ, không muốn cùng người lạ nói nhiều như vậy trở về thật xin lỗi đại ca ca gia gia ta không cho ta nói ta đi trước hi hi kỳ kỳ hương lấy trần trường an mấy người hi hi cười một tiếng theo sau nện bước vui sướng chân ngắn nhỏ hướng về gia gia chạy tới cái này tiểu kỳ kỳ còn thật thật đáng yêu cho tới bây giờ chưa từng thấy đáng yêu như vậy tiểu nữ oa à. cổ phượng giao nhìn xem tiểu kỳ kỳ mắt đều nhanh sáng lên ân chính xác cực kỳ đáng yêu cố tiên nhi tán đồng gật đầu một cái đáng yêu cái rắm lông đều nhanh cho ta nhổ xuống tới. Đại hoàng bĩu môi một cái nói. Ta nhìn ngươi vừa mới híp híp mắt, thẳng hưởng thụ à. Trần Trường An cười lấy cho đùa một câu. a à, ta đó là không cùng nàng một cái tiểu thí hài chấp nhặt. Bây giờ đi đâu? Tìm cái khách sạn trước ở lại ư. Đại hoàng trực tiếp thi triển chủ đề di chuyển đại pháp. Khách sạn. Trần Trường An suy nghĩ một chút. Cái này thú thần thành quy mô thế nhưng không nhỏ. Hơn nữa không xác định lại ở chỗ này chờ bao lâu. Khách sạn lời nói, chung quy là có chút không tiện lắm. Mua nhà. Trực tiếp tại nơi này mua cái nhà. Đừng quên, hai người chúng ta còn muốn gia nhập Thú Thần học viện, mua cái nhà sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Vừa vặn Tiên Nhi các nàng hai cái cũng có thể tại bên trong an tâm tu luyện. Nghe được Trần Trường An lời nói, Đại Hoàng Tán Đồng gật đầu một cái, mua cái nhà chính xác là một cái lựa chọn tốt. Công tử, hai chúng ta không đi sao? Cố Tiên Nhi có chút kinh ngạc mà hỏi hai cái các ngươi liền thành thành thật thật tu luyện à học viện chuyện bên kia ta cùng đại hoàng đi qua là được rồi người quá nhiều cũng dễ dàng gây nên người khác quan tâm tốt à gặp trần trường an nói như vậy cố tiên nhi cùng cổ phượng giao cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý xuống tới đối với hai người bọn họ tới nói tu luyện mới là chuyện trọng yếu hơn trần trường an tại mua nhà quá trình bên trong cũng tại nghe ngóng thú thần học viện sự tình cuối cùng đây là học viện trần trường an cũng không rõ ràng đối với chương sinh yêu cầu cùng tiêu chuẩn gì, có cái gì quy định thời gian. Ta nói, ngươi đến cùng là muốn muốn mua ta nhà này, vẫn là tới nghe ngóng tin tức. Ngươi còn có mua hay không? Ta có thể nói cho ngươi, ta nhà này quý hiếm vô cùng, khoảng cách thú thần học viện như là cách một con đường. Muốn ta nhà này có khối người. Ngươi nếu là... Trần Trường An liền lặng lặng nghe lấy đối phương nói nhảm, trên mặt mang theo mỉm cười, lại không chút nào làm chỗ động. Cái này thú thần thành tuy nói cũng không ít từ bên ngoài đến, có thể đại đa số người đều là hướng thú thần học viện, không có mấy người sẽ mua nhà. Về phần người địa phương, người địa phương ai mẹ nó không có chỗ ở, còn dùng mua người. Nhà chủ nhân nói miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn thấy Trần Trường An một điểm phản ứng đều không có, lập tức như là xì hơi bóng hơi đồng dạng. Ai? Tính toán, nói thật với người hà. Lúc trước ta nhìn không ít người bên ngoài muốn gia nhập thú thần học viện, liền hung ác nhẫn tâm, lại mua lại là vung, ở phụ cận đây làm không ít nhà. Có thể kết quả ngươi đoán làm sao? Hắc, không có mấy người mua. Ta thế nhưng đem tất cả tiền đều đè ở phía trên này. Huynh đệ, thời gian này qua đắng à, trở về nhà còn đến mỗi ngày bị trong nhà bà nương mắng. Ngươi coi như tích đức làm việc thiện, mua à, dạo này ta trở về nhà nói chuyện cũng kiên cường một chút, như thế nào? Trần Trường An cũng cảm giác buồn cười, cái người này vẫn là bao nhiêu có một chút làm ăn đầu não, dám liều dám làm, liền là đối thú thần thành nhận thức có kém chút lầm. Cái này thú thần thành hẳn là từ bên ngoài đến người tụ tập nhiều nhất địa phương, nhưng rất nhiều trước người thời điểm chỉ sẽ khách trọ sạn. Cuối cùng bọn hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không gia nhập vào thú thần học viện, nếu như thất bại, bọn hắn liền sẽ rời đi. Chỉ khi nào thành công, vậy liền có thể vào ở thú thần học viện, mua nhà, chọn vẹn không cần thiết à. Trần Trường An nguyên cớ mua, một mặt là không thiếu tiền, một mặt khác là cố tiên nhi hai người có cái an ổn chỗ tu luyện. Mua có thể, cái giá tiền này nha, có phải hay không đến nói một chút? Trần Trường An cười lấy hỏi. Huynh đệ, ta vừa mới hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, ngươi nhìn một chút, thú thần học viện sự tình, ta có thể cùng ngươi nói không ít. Ngươi có phải hay không bao nhiêu cũng phải ý tứ ý tứ. Dạng này, cho ngươi giảm xuống hai thành giá tiền, không thể lại thấp. Tốt, thành sao? Ô ô ô ô, ô. người tốt, ngươi thật đúng là cái người tốt à? Ngoạ tào, cần thiết hay không? Làm Trần Trường An giao tiền một khắc này, cái này một cái 1m9 một gần tới 2m tráng hán, rõ ràng ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc. 10 năm, cuối cùng mẹ nó nhìn thấy quay đầu tiền. Tráng hán khóc gọi là một cái kinh thiên động địa. Nhìn thấy tráng hán dạng này, Trần Trường An cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, thật là một đồng tiền làm khó anh hùng hán à. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 212. Trần Trường An mua lại cái này phòng sản, quy mô không nhỏ, coi là một cái tiểu trang viên đủ để thấy rõ lúc trước tráng hán kia cũng là hạ ngoan tâm dự định hung hăng kiếm lời một bút thật không nghĩ đến cuối cùng căn bản liền bán không đi ra người này coi như không tệ nơi này có lẽ thường xuyên sắp xếp người dọn dẹp qua còn thật sạch sẽ cố tiên nhi xoay một vòng nguyên bản còn tưởng rằng muốn tỉ mỉ dọn dẹp một lần không nghĩ tới như vậy sạch sẽ chỉnh tề vốn là bán không đi ra lại không thật tốt xử lý một thoáng càng không có người mua hai cái các ngươi đi chọn một cái ưa thích gian phòng à tốt Trần Trường An cuối cùng sẽ không thường xuyên ở chỗ này, nguyên cớ trước hết để cho Cố Tiên Nhi hai người đi chọn lựa gian phòng. Trần Trường An vừa mới theo tráng hán kia trong miệng, cũng nhận được một chút tin tức liên quan tới thú thần học viện tin tức. Hàng năm, đều sẽ có không ít từ bên ngoài đến người muốn gia nhập vào thú thần học viện, trở thành ngự thú sư. Cuối cùng cũng không phải người nào đều nắm giữ thập phần cường đại thiên phú tu luyện, nhưng trở thành ngự thú sư phía sau, có thể nắm giữ yêu thú, xem như tăng cường thực lực của mình nhưng thú thần học viện xem như thú thần châu tối cường ngự thú học viện, tuyển nhận yêu cầu cũng là 10 điểm khắc nghiệt. Không vẻn vẹn đối với người ngoài như vậy, đối thú thần châu người cũng giống như thế. Ba ngày, còn có ba ngày thời gian, liền là thú thần học viện đối ngoại khảo hạch. Ngươi nói, ngươi lớn tuổi như vậy, có thể thông qua khảo hạch ư. Đại hoàng nhìn xem Trần Trường An hỏi. Tuổi tác, cái này cũng thật là một cái tương đối lớn vấn đề, tuy nói rất nhiều người đều nhì không ra Trần Trường An tuổi tác, nhưng cuối cùng hắn đã sống một vạn năm vạn nhất thú thần học viện có cái gì thủ đoạn đặc thù có khả năng kiểm tra ra tuổi tác cái kia trần trường an có thể liền ải thứ nhất đều trở ngại muốn đến gần thần thú thậm chí là biết thần thú tung tích thú thần học viện chỉ sợ là duy nhất một cái biện pháp nguyên cớ bất kể như thế nào chúng ta đều muốn gia nhập vào thú thần học viện ngươi nói nếu như ta diệt thú thần học viện thần thú có thể hay không hiện thân trần trường an cái này đột nhiên một câu để đại hoàng cũng là sững sờ diệt thú thần học viện. Đại ca, ngươi ngàn vạn đừng. Nó có thể hay không hiện thân ta không biết, nhưng nếu như đối phương thật là cấp 10 yêu thú, nó tuyệt đối sẽ không nói cho ta như thế nào đột phá bình cảnh. Làm ta, ngài nhịn một chút, nhịn một chút được hay không? Huống hồ, thú thần học viện là vô tội à, ngươi cái này biết hay không liền diệt, quá dọa người. Khó được nhìn thấy đại hoàng như vậy hốt hoảng dáng dấp, trong lòng Trần Trường An cũng là cảm giác buồn cười. Không đúng, ngươi lừa ta ta liền nói thú thần học viện không chơi chọc ngươi ngươi là cố ý chơi ta đây đại hoàng cũng rất nhanh phản ứng lại lấy hắn đối trần trường an hiểu rõ không oán không cửu tình huống phía dưới hắn không có khả năng làm cực đoan như vậy sự tình không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết làm như thế trước chờ thông qua khảo thí nói sau đi đảo mắt ba ngày trần trường an sáng sớm liền mang theo đại hoàng đi tới cửa thú thần học viện lúc này nơi này đã tới không ít người sắp xếp đội ngũ thật dài những người này toàn bộ đều là từ bên ngoài đến. Cuối cùng, đây là thú thần học viện đặc biệt làm ngoại nhân tổ chức một cái khảo thí. Đến trở về là thời điểm, nếu không, tiếp một lần liền muốn chờ ba tháng phía sau. Trần Trường An tới thời gian cực kỳ trùng hợp, cái này thú thần học viện làm ngoại nhân tổ chức khảo thí, mỗi ba tháng một lần. Nhưng nhiều người như vậy tình huống, còn thật cũng không phải cực kỳ thường thấy. Huynh đệ, ngươi cái này ra ngoài, thế nào còn mang con chó? Ngươi không phải là muốn để nó trở thành ngươi ngự thú à? nếu như là dạng này vậy ngươi không nên tới cái này à sau lưng trần trường an có người nhìn thấy trần trường an mang theo một con chó nhịn không được cho đùa một câu ha 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 ta cảm thấy lời nói này có đạo lý ngươi còn làm cái gì ngự thú sư ngươi hiện tại không đã đã là ư ngươi nhìn một chút các ngươi lời này là nói như thế nào tuy nói là một con chó nhưng vạn nhất người ta liền chó đều thuần phục không được đây học như thế nào thuần phục yêu thú đó cũng là tất yếu điều này cũng đúng ta nghe nói cái này thú thần học viện cũng sẽ không cấm chỉ kèm theo ngự thú, nhưng mà mang con chó, thật không thấy nhiều. Nghe được mọi người trêu chọc cùng chế diễu, Trần Trường An cũng không hề để ý, bất quá là một đám chỉ sẽ thông khoái thông khoái miệng phế vật thôi. Cùng loại người này tính toán, quá giảm xuống chính mình phong cách. Rất nhanh, liền đến phiên Trần Trường An, phụ trách đăng ký người nhìn Trần Trường An một chút, hỏi, tính danh, tuổi tác. Trần Trường An, 35 tuổi. Tốt, đi vào đi. Qua loa, quá qua loa. Trần Trường An vừa mới liền đã chú ý tới vấn đề này. Cái này đăng ký thành viên, chỉ là đơn giản hỏi thăm tính danh cùng tuổi tác, liền trực tiếp để người đi vào. Nay ngược lại là để Trần Trường An có chút kinh ngạc, tùy tiện nói. Trần Trường An thế là cũng tùy tiện nói một cái niên kỷ, không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Cuối cùng thú thần học viện quy củ là không cao hơn 50 tuổi. Ngựa thú sư cùng tu luyện không giống nhau, người tu luyện coi trọng một cái thiên phú, một cái trẻ tuổi nhưng ngự thú sư chỉ cần không phải tuổi tác quá lớn đều có nhất định cơ hội dù cho là giữa đường xuất gia cũng chưa hẳn không thể chờ một chút con chó này là ngươi kèm theo ngự thú ngay tại trần trường an phải vào đi thời điểm đăng ký người đột nhiên gọi lại trần trường an không sai không phải cho phép như vậy phải không trần trường an hỏi ân chính xác cho phép vòng thứ nhất khảo thí ngươi không cần tham gia trực tiếp đi vòng thứ hai là được rồi cái gì dễ dàng như vậy cũng không cần tham gia. Vì sao? Vì sao hắn có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai khảo thí? Liền là à, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì hắn mang một con chó liền có thể. Trần Trường An trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, cái này khiến đằng sau không ít người đều cảm giác thập phần khó chịu, hắn dựa vào cái gì có đặc quyền. Im miệng. Đây là thú thần học viện quy củ, các ngươi nếu là mang theo ngự thú, các ngươi cũng có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Không có, vậy liền tất cả im miệng cho ta, tại ồn ào, trực tiếp xéo đi. Đem nơi này xem như địa phương nào. Đăng ký nhân viên lời nói, để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, huống hồ, nơi này vốn là dân phong biêu hãn, nói động thủ liền động thủ. Đi theo ta. Trần Trường An sau khi vào thú thần học viện, một cái ngự thú sư nhìn Trần Trường An một chút, theo sau đem Trần Trường An đưa đến vòng thứ hai khảo nghiệm địa phương. Vòng thứ nhất khảo nghiệm là bọn hắn cùng yêu thú ở giữa thân hợp như thế nào, cũng liền là bọn hắn đối đãi yêu thú thái độ. Bởi vì ngươi có chính mình ngự thú, mặc dù là con chó, nhưng cũng nói giữa các ngươi quan hệ không tệ, nguyên cơ có thể trực tiếp vượt qua vòng thứ nhất. Chỉ bất quá, ngươi xác định sau này mình ngự thú, đều là nó. Nghe nói như thế, Trần Trường An gật đầu cười, nói, liền nó, hai chúng ta phối hợp tương đối ăn ý, hơn nữa thực lực của nó cũng không yếu. Ân, quyết định liền tốt. Ngươi quá quan. Cái gì? Quá quan. Ngọa tảo. Đây chính là vòng thứ hai khảo thí. Cái này thú thần học viện khảo nghiệm là đùa dỡn à. Ngựa thú sư không vẻn vẹn muốn cùng ngựa thú ở giữa thân mật vô gian, không rời không bỏ cũng rất trọng yếu. Nếu như vừa mới ngươi bởi vì nó yếu liền lựa chọn buông tha nó, vậy ngươi liền không xứng trở thành ngựa thú sư, cũng không cách nào thông qua khảo thí. Ngựa thú sư nhìn xem Trần Trường An giải thích một câu. Thì ra là thế. Nguyên cớ, Người khác vòng thứ nhất khảo nghiệm là độ thân mật, cũng là lựa chọn một cái thuộc về mình yêu thú con non. Vòng thứ hai nếu như bọn hắn lựa chọn buông tha vừa mới lựa chọn yêu thú con non, liền sẽ bị đào thải, phải không? Trần Trường An hỏi. Không sai, liền là như vậy. Trở thành ngự thú sư, bọn hắn lựa chọn con non chính xác không thích hợp, nhưng bọn hắn không thể chủ động buông tha con non, đây là một cái vấn đề nguyên tắc. Ngươi có thể tiến vào vòng thứ ba kiểm tra. Vòng thứ ba khảo thí thành công ngươi liền có thể thuận lợi gia nhập vào thú thần học viện. Vòng thứ ba. Vòng thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 213. Vòng thứ nhất là khảo thí bọn hắn đối yêu thú thái độ, cùng cùng yêu thú phải chăng có thể cùng bình ở chung. Vòng thứ hai, khảo nghiệm là độ trung thành, trở thành ngự thú sư, không chỉ cần có yêu thú trung thành, ngự thú sư cũng cần đối yêu thú trung thành, đây là lẫn nhau. Nguyên cớ Trần Trường An thật tò mò, Vậy cái này vòng thứ ba lại sẽ là gì chứ? Ngươi đi qua phía sau liền biết. Thú thần học viện vị này ngự thú sư cũng không có nói, mà là trực tiếp đem Trần Trường An đưa đến vòng thứ ba khảo nghiệm địa điểm. Nha, lần này nhanh như vậy đã có người đi tới vòng thứ ba. Chính mình mang đến ngự thú, vẫn là một con chó. Thú vị, thú vị. Phụ trách vòng thứ ba khảo nghiệm ngự thú sư, nhìn thấy Trần Trường An phía sau, cũng là cảm giác 10 điểm thú vị. Chính mình mang ngự thú không phải không có, có thể mang một con chó, phần độc nhất. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trần Trường An. Trần Trường An, danh tự không tệ, tại sao muốn trở thành ngự thú sư? Soái. Soái, đây là cái gì trả lời? Chính là vì soái. Vậy ngươi trở thành ngự thú sư phía sau, muốn làm gì? Đùa nghịch. Phụ trách vòng thứ ba khảo nghiệm ngự thú sư có chút không nói nhìn về phía Trần Trường An, ngươi lý do này, có thể hay không quá mẹ nó giản dị tự nhiên. Còn có hay không điểm khác? gặp thần thú có tính hay không gặp thần thú được tiểu tử ngươi ý nghĩ không tệ ta mẹ nó còn muốn gặp đây được rồi ngươi quá quan từ hôm nay trở đi ngươi chính là thú thần học viện sơ cấp học viên hả cái quỷ gì vòng thứ ba khảo thí là mẹ nó nói chuyện phiếm vốn là cho là chỗ này khảo thí cực kỳ qua loa không nghĩ tới thế mà lại như vậy qua loa thú thần học viện thú thần châu lớn nhất uy tín nhất một tòa ngự thú sư học viện tuyển nhận học viên phương thức như vậy tùy ý vậy tại sao nhiều người như vậy đều không thể thông qua khảo thí gia nhập chẳng lẽ vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai liền bị đào thải thật tò mò người khác hoặc trở ngại ải thứ nhất hoặc trở ngại ải thứ hai có rất ít người có khả năng đi tới cái này ải thứ ba nhưng đại đa số đi tới ải thứ ba người những người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh muốn trở thành ngự thú sư mục đích cũng không phải là rất đơn thuần người như vậy thú thần học viện sẽ không thu nhưng ngươi khác biệt, ngươi. Ngự thú sư nhìn Trần Trường An một chút, Trần Trường An muốn trở thành ngự thú sư ý nghĩ quá mẹ nó đơn thuần. Soái, đùa nghịch. Bất quá nói còn mẹ nó thật có đạo lý, ngự thú sư, chính xác rất đẹp trai. Trần Trường An cái này nhìn như rất kỳ quái trả lời, lại vừa vặn nói đến vị này phụ trách khảo nghiệm ngự thú sư trong lòng. Ngự thú sư, đều soái. Ta thế nào? Không có gì, ngươi rất tinh mắt, ngự thú sư chính xác rất đẹp trai vậy ta có hay không có thể gặp thần thú? Phi, ai không muốn gặp? Đó là tùy tiện liền có thể thấy ư? Hả? Không phải tùy tiện có thể thấy, cái kia không tùy tiện, có phải hay không liền có thể gặp? Nguyên cớ, vẫn là có biện pháp nhìn thấy thần thú, đúng không? Trần Trường An một bên nói, một bên lấy ra tới một ít linh thạch đưa tới, cuối cùng cái đồ chơi này nhưng vẫn là cứng rắn thông hàng. Ngựa thú sư cùng yêu thú đều có thể đủ dùng đạt được linh thạch. Ngươi cảm thấy, ta là loại kia làm những linh thạch này, liền có thể bán đứng thần thú đại nhân người sao. Ngươi xem lầm người. Ngựa thú sư nhìn thấy Trần Trường An lấy ra tới linh thạch, lập tức đổi sắc mặt. Ngài nhìn một chút, lời này nói như thế nào? Đây là phản bội bán đứng ư. Bất quá là hỏi thăm một chút mà thôi. Ngươi nhìn, không đủ chúng ta còn có thể lại thêm đi. Nói xong, Trần Trường An lại đem linh thạch số lượng tăng lên gấp đôi, số lượng này để trước mặt cái này ngự thú sư, cũng là ánh mắt sáng lên. Khụ khụ. Nói như vậy, ngược lại cũng có chút đạo lý. Liền là hỏi thăm một chút. Đúng đúng đúng, liền là hỏi thăm một chút, ta đối thần thú đại nhân kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, vạn phần kính ngưỡng à. Nghe được Trần Trường An nói như vậy, Ngự thú sư nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh chuyển biến. Tiểu hỏa tử, ngươi có tiền đồ, ngươi có ánh mắt. Ngươi là thần thú đại nhân tốt tín đồ à? Ngự thú sư một bên tán thưởng nhìn xem Trần Trường An, một bên đem linh thạch yên lặng thu vào. Nhìn chung quanh, nhìn chung quanh hoàn cảnh phía sau, nói, kỳ thực a, à, muốn gặp được thần thú cực kỳ khó, nhưng cũng không phải trọn vẹn không có cơ hội. Nếu như ngươi trở thành cái này thú thần học viện viện trưởng, vậy ngươi liền có thể tham dự vào Ngự thú liên minh minh chủ tranh đoạt. Nghe nói sinh ra tân nhiệm minh chủ phía sau, sẽ có một lần gặp mặt thần thú cơ hội. Hơn nữa à, kỳ thực thú thần học viện viện trưởng, liền đại biểu lấy ngự thú sư chiến lực mạnh nhất cùng cao nhất địa vị chủ yếu cùng minh chủ không hề khác gì nhau. Nguyên cớ, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta thú thần học viện viện trưởng, vậy ngươi liền có rất lớn cơ hội nhìn thấy thần thú. Tiểu Hỏa Tử, ta xem trọng ngươi, ngươi đi, ngươi nhất định được. Nói không chắc qua cái mấy trăm năm, ngươi liền có cơ hội trở thành viện trưởng. Cố gắng. Mấy trăm năm? Thần mẹ nó mấy trăm năm. Viện trưởng thực lực rất mạnh ư? Trần Trường An hỏi. Đó là tất nhiên, viện trưởng liền là bây giờ ngự thú liên minh minh chủ. Hắn ngự thú, đây chính là cấp 9 đỉnh phong yêu thú, ngươi nói có mạnh hay không? Cấp 9 đỉnh phong yêu thú. Cái kia quả nhiên thực lực cường hãn, cuối cùng cái này cấp 9 đỉnh phong yêu thú, chủ yếu liền đã đứng ở yêu thú đỉnh phong. Đại hoàng đồng dạng cũng là cấp 9 đỉnh phong, chỉ bất quá, đại hoàng cùng bình thường yêu thú không giống nhau. Người mang thần thú huyết thống, thực lực sẽ đối lập càng mạnh. Nguyên cớ, ta khiêu chiến thành công, thắng viện trưởng, ta chính là tân nhiệm viện trưởng. Trần Trường An hỏi: ngươi tiểu tử này dã tâm vẫn còn lớn viện trưởng là ngươi tùy tiện liền có thể khiêu chiến ư hơn nữa không phải thực lực ngươi mạnh liền có thể khiêu chiến đây chẳng phải là nói tùy tiện tới một cái siêu cấp cường giả người viện trưởng này đều muốn thay người nhất định phải là cường đại ngự thú sư mới được ngươi không vẻn vẹn muốn đánh bại viện trưởng ngươi ngự thú cũng muốn vượt qua viện trưởng ngự thú được rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng ngươi muốn khiêu chiến viện trưởng còn sớm đây sớm đây trần trường an phải cho rằng như vậy biết làm sao có thể đủ nhìn thấy thần thú vậy coi như có chuyện làm chỉ bất quá trong lời của đối phương còn để lộ ra tới một tin tức cũng không phải ai cũng có khả năng chính mình khiêu chiến viện trưởng cần cái gì tư cách hắn cũng không có nói hôm nay tình huống như thế nào lâu như vậy còn không có người tới chẳng lẽ người phía trước đều đào thải tiểu tử ngươi khả năng là lần này một cái duy nhất thành công gia nhập học viên chúc mừng ngươi đi thôi sẽ có người dẫn ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh. Trần Trường An gật đầu một cái, đối phương đã rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Ân, là ngươi. Trần Trường An không nghĩ tới, nên đón chính mình, chuẩn bị dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh người, lại là vừa mới đi tới thú thần thành thời điểm, gặp phải lão giả kia. Cũng liền là tiểu kỳ kỳ ra ra. Ngươi gia nhập thú thần học viện. Lão giả nhìn thấy Trần Trường An cũng là sừng sốt một chút, không nghĩ tới rõ ràng còn giống như cái này trùng hợp sự tình. Ân, vừa mới gia nhập. Tốt, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Lão giả mang theo Trần Trường An quen thuộc một thoáng hoàn cảnh, hắn là sơ cấp học viên, nguyên cớ khu vực hoạt động đều là sơ cấp khu vực. Tại nơi này, có rất nhiều vừa mới trở thành học viên không lâu người, bọn hắn hiện tại vẫn còn không tính là chân chính ngự thú sư. Bởi vì Trần Trường An thuộc về bên ngoài thú thần châu người gia nhập học viện, nguyên cớ hắn chỗ ở là đơn độc một mảnh khu vực. Cái này thú thần học viện, sơ cấp học viên bên trong, từ bên ngoài đến người không nhiều à. Có 10 cái ư. Trần Trường An cảm giác mảnh khu vực này 10 điểm trống trải, hơn nữa cũng không có cái gì sinh hoạt khí tức. Có lẽ có à, nhớ không được, thỉnh thoảng sẽ có một cái gia nhập vào ngoại nhân. Lão giả tùy ý đáp lại một câu. Ngoại nhân, có thể làm viện trưởng ư. Viện trưởng. Nghe được Trần Trường An lời nói, lão giả rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, mới gia nhập thú thần học viện, liền muốn khiêu chiến viện trưởng. Không dễ dàng như vậy. Ngươi có thể phục chúng ư. Phục chúng? Ý tứ gì? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 214. Phục chúng? Đánh tới phục không được sao? Bất quá, lấy chỗ này dân phong dân tục tới nhìn, đánh tới phục e rằng có chút khó. Bọn hắn chiến tử khả năng, hình như lớn hơn một chút. Như thế nào phục chúng? Trần Trường An hỏi ngươi còn thật muốn trong sân dài ngươi còn trẻ như vậy gấp làm gì ngươi lại không giống ta nói không chắc ngày nào đó người liền không có lão già khẽ nhíu mày nhìn xem trần trường an không hiểu tiểu tử này tuổi quá trẻ gấp làm gì huống hồ ngươi liền mang theo một con chó còn muốn khiêu chiến viện trưởng trong sân dài không vẻn vẹn muốn thực lực mạnh hơn nữa cũng muốn để mọi người tin phục mới có thể ngươi dựa vào cái gì trong sân dài ngươi có cái gì cống hiến ngươi làm thú thần châu làm thú thần học viện làm qua cái gì? Ngươi, dừng lại. Liên là nói, không cống hiến, coi như khiêu chiến thành công cũng không được thôi. Không tệ. Cái kia dưới tình huống, thần thú sẽ hiện thân đây. Ngươi còn muốn gặp thần thú. Ngươi không muốn. Cái này. Lão giả cũng bị Trần Trường An hỏi sững sờ, thú thần châu người, ai sẽ không muốn nhìn thấy thần thú. Ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy, chính mình tìm một chỗ tùy tiện ở à, nơi này người không nhiều. Ta đi lão giả cũng không có nhiều phản ứng Trần Trường An mà là quay người rời đi. Trần Trường An bất đắc dĩ nhún vai, theo sau mang theo Đại Hoàng, tìm một cái nhìn lên còn tính là tương đối sạch sẽ trụ sở. Đại Hoàng, ngươi nói, như thế nào mới có thể phục chúng đây? Lớn công hiến, cái này, có chút khó làm à. Lần này đều là làm ngươi mới tới, ngươi xuất một chút chủ kiến. Trần Trường An cười lấy nói. Lớn công hiến, cái này có thể có cái gì lớn công hiến? Muốn ta nói, ngươi có thể làm như vậy ngươi nhận biết người cũng không ít ngươi để những người này liên thủ vây công thú thần châu tiếp đó ngươi thần binh trời giáng giải cứu thú thần châu ở trong cơn nguy khốn đến lúc đó vậy ngươi danh vọng không phải cùng thần thú không kém cạnh đại hoàng sau khi suy nghĩ một chút nói đại hoàng ngươi nói thật là mẹ nó có đạo lý vậy làm sao lấy ngươi đi người liên hệ ta chờ lấy không phải ngươi còn thật muốn làm như vậy à kịch này cũng không tốt diễn đến chết mẹ nó bao nhiêu người, ngươi mẹ nó cũng biết sẽ chết người à? Có thể hay không ra quay hữu dụng chủ kiến, đại hoàng chủ ý này hay là tốt, nhưng giá quá lớn. vậy ta không có biện pháp. ngươi cầu nguyện có cái nào oan đại đầu đối thú thần châu có tiểu tâm tư à? cứ như vậy, ngươi liền có cơ hội. oan đại đầu, cái này mẹ nó nên nhiều tốt vận khí mới có thể đủ gặp phải. đại ca ca, đại hoàng, các ngươi tới thú thần học viện trần trường an vẫn còn đang suy tư làm sao có thể mau chóng nhìn thấy thần thú đột nhiên tiểu kỳ kỳ âm thanh chuyển đến tiểu kỳ kỳ hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trực tiếp hướng về trần trường an bọn hắn chạy tới mà mục tiêu của nàng y nguyên vẫn là đại hoàng tại đại hoàng một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong tiểu kỳ kỳ trực tiếp ôm lấy đại hoàng cái cổ đại hoàng ta lại gặp được ngươi tiểu kỳ kỳ hưng phấn nói ngươi cũng đi theo ra ra ngươi ở chỗ này trần trường an hỏi đúng à ta từ nhỏ đã ở chỗ này. Ta còn dự định cầu ra ra giúp ta tìm xuống tung tích của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đi tới thú thần học viện. Đúng rồi, cái kia hai vị tỷ tỷ tại sao không có tới? Tiểu kỳ kỳ tò mò hỏi. Các nàng khác biệt sự tình, cũng không có gia nhập thú thần học viện. Hả, nguyên lai là dạng này à? Thật tốt, vậy ta sau đó có thể hay không mỗi ngày đều tìm đến đại hoàng chơi à? Tiểu kỳ kỳ một mặt mong đợi nhìn xem Trần Trường An nhìn thấy tiểu kỳ kỳ cái này ánh mắt mong chờ trần trường an cũng có chút không đành lòng cự tuyệt nhưng hắn cũng không khả năng mỗi ngày đều đợi ở chỗ này không có việc gì ừm nếu như ta không sao thời điểm ngươi có thể tới cảm ơn ca ca tiểu kỳ kỳ vui vẻ đối trần trường an cười cười theo sau liền bắt đầu đối đại hoàng tiến hành yêu vuốt ve ca ca các ngươi thế nào lúc này gia nhập vào thú thần học viện à tiểu kỳ kỳ một bên sờ lấy đại hoàng một bên bĩu môi hỏi một câu lúc này thế nào trần trường an tò mò hỏi gần nhất thú thần học viện không yên ổn ngươi mới gia nhập vào e rằng học viện hiện tại sẽ không lập tức dạy ngươi ngự thú sư bản lĩnh không yên ổn nghe được ba chữ này mắt trần trường an đều bốc lên ánh sáng đây thật là cái tin tức vô cùng tốt ngươi không yên ổn vậy ta có thể thật là vui thú thần học viện có cái đại sự gì phát sinh ư đã như vậy vì sao còn muốn tiếp tục tuyển nhận học viên trần trường an tò mò hỏi đây là quy củ, quy củ cũng không thể đổi à, huống hồ, lần này tuyển nhận chỉ là ngoại nhân, vốn là không có mấy cái có khả năng gia nhập, liền là đi cái quá trình. Đại ca ca, ngươi là cái này một nhóm, một cái duy nhất gia nhập vào học viện ngoại nhân. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Kỳ Kỳ cười lấy nói. Quả nhiên, lần này người tới tuy là không ít, nhưng chân chính gia nhập vào thú thần học viện chỉ có Trần Trường An một người. Chẳng trách mình tới lâu như vậy, vẫn không có người nào bị lĩnh tới. Vậy ngươi nói không yên ổn là có ý gì? Trần Trường An hỏi. Ừm, Gia Gia không cho ta nói lung tung. Không có việc gì, ta sẽ không cùng người khác nói, ngươi lặng lẽ nói cho ta liền tốt. Đại ca ca kia, ngươi có thể nhất định phải giúp ta bảo mật à? Yên tâm, miệng ta khí nhất. Kỳ thực, tiểu kỳ kỳ tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng mồm miệng lanh lợi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơn nữa tư duy cũng cực kỳ thành thục. Cho nên nàng có khả năng đem chính mình nghe được sự tình, đầu đuôi tự thuật một lần nghe qua tiểu kỳ kỳ tự thuật trần trường an cũng minh bạch cái này thú thần học viện không yên ổn rốt cuộc là ý gì còn thật mẹ nó có oan thông đại đầu thú thần học viện một nhà độc đại đây là thú thần châu công nhận sự thật cũng một mực đến nay đều là tất cả ngự thú sư chỗ hướng tới thánh địa nhưng thú thần học viện những năm gần đây vẫn còn có chút sự tình bị người chỗ lên án một trong số đó liền là cho phép ngoại nhân gia nhập thú thần học viện phải biết rất nhiều thú thần châu người cũng không có cách nào gia nhập, nhưng bọn hắn lại cho phép ngoại nhân gia nhập. Tuy là gia nhập nhân số không nhiều, nhưng cũng là để rất nhiều người tâm sinh bất mãn. Bây giờ, Thú Thần Châu Bát Đại Ngự Thú Học Viện muốn khiêu chiến Thú Thần Học Viện lãnh tụ vị trí. Cái này Bát Đại Ngự Thú Học Viện, mỗi một cái cũng không bằng Thú Thần Học Viện, nhưng liên hợp lại, coi như là Thú Thần Học Viện, cũng không dám khinh thị. Không phải nói, cái này Thú Thần Học Viện chính là thần thú đích thân hạ lệnh thành lập cái thứ nhất Ngự Thú Học Viện ư? Ừ. Ngự thú sư đều 10 điểm sùng bái kính ngưỡng thần thú, bọn hắn thật dám đối thú thần học viện động thủ. Trần Trường An có chút hiếu kỳ mà hỏi, thần thú đã hồi lâu chưa từng lộ diện, bây giờ những người này thực sự được gặp thần thú, e rằng không có mấy người. Hơn nữa bọn hắn đánh danh nghĩa, liền là thay thần thú thanh lý môn hộ. Bọn hắn cho rằng thú thần học viện xem như ngự thú sư thánh địa, không nên để nhiều như vậy ngoại nhân gia nhập. Tóm lại, bọn hắn liền là muốn lật đổ thú thần học viện cùng viện trưởng. Đúng rồi, Đại ca ca, ngươi mới vừa nói oan đại đầu, ý tứ gì? Tiểu Kỳ Kỳ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 215, oan đại đầu là có ý gì? Trần Trường An cười cười, theo sau nói, không có gì, ta chính là cảm giác những người này có chút tự tìm cái chết. Đắc tội thần thú, vậy cũng không sẽ tha bọn hắn. Bọn hắn này bằng với là muốn muốn tại thú thần châu khởi nghĩa à? Ân ân, đại ca ca ngươi nói không sai. Bọn hắn liền là muốn thay thế thú thần học viện vị trí, trở thành thú thần châu chân chính trưởng khống giả. Tại thú thần châu nơi này, thần thú là thuộc về siêu thoát hết thảy thần, địa vị quá cao thượng. Thần thú phía dưới, liền là ngự thú học viện, mà ngự thú trong học viện, thú thần học viện liền là tối cường đại biểu. Ngự thú liên minh minh chủ, cơ hồ mỗi một đời đều là thú thần học viện viện trưởng đảm đương. Ngang với thú thần học viện viện trưởng, liền là cái này toàn bộ thú thần châu hoàng đế đồng dạng có được trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị gần với thần thú bác đại ngự thú học viện lần này hành động cùng nói thảo phạt thú thần học viện không bằng nói là đoạt quyền thay thế thú thần học viện trở thành cái này thú thần châu chân chính kẻ thống trị tiểu kỳ kỳ ngươi còn biết cái gì ư bác đại ngự thú học viện lúc nào động thủ bọn hắn lấy cái gì hình thức đến thảo phạt thú thần học viện trần trường an tò mò hỏi có lẽ còn có bảy ngày à ta nghe ra ra nói Bát Đại Ngự Thú Học viện người, vì để cho thú thần châu người khác tín phục, cũng không có lựa chọn quá mức biện pháp cực đoan, mà là khiêu chiến. Bát Đại Ngự Thú Học viện đối thú thần học viện phát động khiêu chiến, nếu như thú thần học viện thua, từ nay về sau, Bát Đại Ngự Thú Học viện tạo thành liên minh, sẽ thay thế thú thần học viện. Thú thần học viện cần vô điều kiện thần phục, viện trưởng muốn tự động thoái vị, đồng thời giao ra chính mình cấp 9 đỉnh phong ngự thú. Khiêu chiến, đây đúng là một cái tương đối bình hòa phương pháp tối thiểu sẽ không làm từng bị tại huyết tình Nhưng thú thần học viện viện trưởng, thế nhưng nắm giữ cấp 9 đỉnh phong ngự thú, đem bát đại ngự thú học viện người, liền có lòng tin như vậy. Tiểu kỳ kỳ, ngươi biết viện trưởng tu vi như thế nào ư? Liền là không có ngự thú lời nói, thực lực của hắn là cảnh giới gì? Trần Trường An hỏi. Cảnh giới? Đối với cái này, tiểu kỳ kỳ hình như cần cẩn thận suy nghĩ một thoáng. Nghĩ một lát phía sau, vậy mới nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta không có đi qua bên ngoài. Bất quá, ta đã từng dường như nghe nói qua, có người nói viện trưởng thực lực là đại đế cảnh giới. Đại đế, người viện trưởng này tu vi rõ ràng đột phá đến đại đế. Khó trách ngự thú đều là cấp 9 đỉnh phong, cuối cùng cái này cấp 9 đỉnh phong yêu thú, chiến lực liền là đại đế cảnh giới, người bình thường nhưng là không cách nào thuần phục. Cái khác bát đại ngự thú học viện viện trưởng cũng là thực lực như vậy ư. Vậy ta cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn ngự thú, không có viện trưởng lợi hại tiểu kỳ kỳ cũng không có tại trần trường an nơi này đợi quá lâu chơi chán đại hoàng phía sau nàng liền lanh lợi rời đi ngoạ tào nha đầu này xem như đi cái này cho ta nhổ tuổi không lớn lắm lực tay mà còn thật không nhỏ bất quá nàng nói những chuyện này thật là có quay tác dụng trần trường an người mẹ nó vận khí thật là tốt cái này chẳng phải là tuyệt hảo thời cơ ư thật có đại oan chủng chủ động đưa tới cửa à đại hoàng cười lấy chơi đùa một câu không phải vận khí ta tốt, là mẹ nó ngươi miệng quạ đen. Phi, ta mẹ nó không có tới phía trước, liền ra sự tình này, cùng ta có cái dám quan hệ. Ngươi ít cho ta chụp mũ. Trần Trường An cười cười, đối với lần này bát đại ngự thú liên minh đột nhiên chất vấn, cũng cảm giác thật tò mò. Vẫn luôn nói thú thần châu 10 điểm đoàn kết, đối thần thú sùng bái mức độ cực cao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh nhờn thần thú. Có thể bát đại ngự thú học viện hành động, liền là đối thần thú một loại khiêu khích bọn hắn thật không sợ. Ngươi định làm gì? Nhìn thấy Trần Trường An đang tự hỏi, đại hoàng tò mò hỏi. Lần này, chúng ta thật là đến cầu một hồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không xuất thủ. Trần Trường An cười lấy nói. Minh bạch. Đại hoàng gật đầu cười, loại tình huống này, lúc nào xuất thủ, lộ ra cực kỳ mấu chốt. Nếu như ngươi xuất thủ sớm, người khác không có cảm giác nhiều lắm, chỉ sẽ cảm tạ, nhưng sẽ không cảm thấy ngươi là chúa cứu thế. Cuối cùng, thú thần học viện người cũng tốt, vẫn là thú thần châu người cũng được, cũng sẽ không cho rằng bát đại ngự thú học viện có bản lãnh gì thắng qua thú thần học viện. Chỉ khi nào xuất hiện nguy cơ tình huống, Trần Trường An ngăn cơn sóng dữ, đó chính là tuyệt đối đại ân nhân. Hiện tại duy nhất cầm không cho phép chính là bát đại ngự thú học viện có năng lực đem thú thần học viện đẩy vào trong tuyệt cảnh ư. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Trường An mỗi ngày không có việc gì, quả nhiên không có người phản ứng chính mình. Đại hoàng ngược lại bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận tiểu kỳ kỳ yêu vuốt ve, cũng coi là thích thú. Tiểu kỳ kỳ, mấy ngày nay, lại có cái gì tin tức mới ư? Trần Trường An nhìn xem ngay tại đối đại hoàng rũi ra ma chảo tiểu kỳ kỳ, cười lấy hỏi một câu. Có hà, Bát đại ngự thú học viện người đều đã hướng thú thần thành tới. Phòng trừng còn có hai ba ngày đã đến à? Đại ca ca, bát đại ngự thú học viện liền muốn tại trong thú thần học viện khiêu chiến. Đến lúc đó sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, ngươi mới vừa vặn gia nhập học viện không lâu, không bằng rời đi à? Tiểu Kỳ Kỳ có chút bận tâm nhìn Trần Trường An một chút. Này làm sao có thể đây? Đã gia nhập vào học viện, đó chính là học viện một phần tử. Nếu là có khó khăn liền đi, cái kia còn xem như cái nam nhân ư. Đại ca ca ngươi không phải nhát gan như vậy như chuột người. Trần Trường An cười lấy nói. Thế nhưng, đại ca ca, ngươi không phải ngự thú sư, coi như tại, cũng vô dụng thôi. Không phải ngự thú sư, Chính mình làm sao lại không tính ngự thú sư? Ta còn thực sự là không tin ngươi nhìn. Đại hoàng, đứng nghiêm. Hoạt động. Trần Trường An hô xong phía sau, Đại hoàng hết sức phối hợp đứng lên, cái kia đứng gọi một cái dáng người rắn giỏi, không nhúc nhích. Đại hoàng, dựng ngược. Hà, dựng ngược. Đại hoàng trong lòng đều nhanh đem Trần Trường An bát đại tổ tông mắng một lần, bất quá vẫn là hết sức phối hợp tiến hành dựng ngược. Oa, thật là lợi hại, cẩu cẩu sẽ dựng ngược đại hoàng biểu diễn cái tuyệt chiêu tới đớp cướp Hà, ngoạ tào ngươi mẹ nó chơi ta đại hoàng hung tợn nhìn trần trường an một chút ngươi mẹ nó cái này gọi cái gì tuyệt chiêu muốn ăn chính ngươi ăn đại ca ca đại hoàng tại sao muốn đớp cướp cái kia quẹ thật buồn nôn tiểu kỳ kỳ một mặt ngây thơ mà hỏi nó liền ngươi mẹ nó đủ ngươi mới đớp cướp ngươi mẹ nó mỗi ngày ăn 10 cân phân Đại hoàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, còn thiếu sông đi lên hung hăng cắn Trần Trường An mấy cái. Nghe được đại hoàng nói chuyện, Tiểu Kỳ Kỳ tại một bên kinh ngạc há to miệng. "Chó nói chuyện, con chó này lại còn nói chuyện. Oa, wow. đại hoàng ngươi quá lợi hại, ngươi còn biết nói chuyện. Ngươi là một đầu biết nói chuyện chó. Chó cũng có thể trở thành yêu thú sao?" Tiểu Kỳ Kỳ nhìn xem đại hoàng, biểu tình có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc. "Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Ta thật là ngự thú sư. Tiểu Kỳ Kỳ, ta lợi hại hay không? Trần Trường An cười lấy hỏi. Ừm, ta cảm thấy vẫn là đại hoàng đớp cứt lợi hại hơn một điểm. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 216. Bát đại ngự thú học viện lại muốn khiêu chiến thú thần học viện. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thú thần học viện thế nhưng thần thú đích thân hạ lệnh thành lập tòa thứ nhất ngự thú học viện, bọn hắn đây là muốn mạo phạm thần thú đại nhân sao? Quả thực đáng giận. Nhóm này thứ không biết chết sống. Nghe nói, bọn hắn là không hài lòng thú thần học viện tuyển nhận ngoại nhân cái quy củ này, muốn thảo phạt viện trưởng, cũng không phải mạo phạm thần thú. Ân, ta cũng nghe nói, bọn hắn tựa như là cảm thấy thú thần học viện viện trưởng quyết định này mới là đối thần thú khinh nhờn. Bất quá nói đến, thần thú đại nhân phù hộ chính là chúng ta thú thần châu người, để ngoại nhân gia nhập vào thú thần học viện, quả thật có chút không quá thích hợp, cũng không biết viện trưởng ban đầu là nghĩ như thế nào theo lấy bát đại ngự thú học viện đi tới thú thần thành bọn hắn muốn khiêu chiến cái tin tức này mới chính thức tại thú thần thành truyền ra đối với tình huống như vậy rất nhiều người đều biểu thị 10 điểm phẫn nộ nhưng cũng có một bộ phận người cảm thấy bọn hắn làm như vậy cũng không sai cuối cùng ngoại nhân gia nhập thú thần học viện chuyện này lúc trước cũng là đưa tới tranh cãi rất lớn coi như cho tới bây giờ y nguyên có chút người tâm sinh bất mãn chỉ bằng những người này muốn khiêu chiến thú thần học viện bọn hắn có chút suy nghĩ nhiều à Bát đại ngự thú học viện người xuất hiện phía sau, Trần Trường An cùng Đại Hoàng liền cẩn thận quan sát một phen. Thực lực của những người này không thể nói rất yếu, nhưng cùng thú thần học viện so ra, hình như vẫn là kém một chút. Trần Trường An có chút nghĩ không thông, bọn hắn ở đâu ra lực lượng cùng dũng khí? Rõ ràng còn muốn khiêu chiến thú thần học viện. Chứ không nói viện trưởng là đại đế cảnh giới, liền là bên cạnh hắn cái kia cấp 9 đỉnh phong yêu thú, cũng đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Tình huống này không tốt lắm à, những người này e rằng căn bản là không cách nào dao động thú thần học viện địa vị, ngươi e rằng không có cơ hội gì ngăn cơn sóng dữ." Đại hoàng bất đắc dĩ nói. Đại hoàng nói xong sau đó, phát hiện Trần Trường An nhíu mày, hình như cũng không nghe thấy chính mình nói cái gì, không khỏi đến cảm giác có chút hiếu kỳ. "Không phải, chỉ những thứ này người còn có giá trị ngươi suy nghĩ lâu như vậy ư? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Trình đại hoàng không hiểu hỏi. Sự tình không thích hợp. Đại hoàng ta cảm giác bọn hắn ý không ở trong lời trần trường an cau mày nói ý không ở trong lời cái kia ở đâu thành lâu ư đại hoàng ta hiện tại cần ngươi đi làm một việc chuyện gì lấy lực cảm giác của ngươi muốn đem cái này toàn bộ thú thần châu nhanh chóng nhận biết một lần có lẽ cần không được bao lâu à trần trường an hỏi toàn bộ thú thần châu đều nhận biết một lần cái này ngược lại không cần bao lâu nhiều nhất cũng liền là một ngày tả hữu thời gian chỉ sợ cũng đã đủ rồi. Nhưng vì cái gì muốn làm như thế đây? Ngươi không phải là hoài nghi, cái này bát đại ngự thú phía sau học viện có người sai xử. Bọn hắn cùng trong ngoại nhân ứng bên ngoài hợp, mục tiêu chân chính không phải thú thần học viện, mà là thần thú. Đại hoàng cũng không phải ngu ngốc, Trần Trường An nói xong sau đó, nó cũng đoán được Trần Trường An suy đoán. Ta hiện tại liền đi, mau chóng chạy về. Tốt. Đại hoàng rời đi về sau, Trần Trường An cũng không tiếp tục lưu tại tại chỗ chờ đợi mà là trực tiếp tìm được tiểu kỳ kỳ ra ra. Đại ca ca, ngươi tại sao cũng tới. Nhìn thấy Trần Trường An tới, tiểu kỳ kỳ cảm giác có chút hiếu kỳ. Tiểu kỳ kỳ, ta tìm ngươi ra ra, hắn tại à. Ân, ra ra ở. Hai người nói chuyện phía sau, lão đầu từ bên trong gian phòng đi ra, nhìn thấy Trần Trường An, có chút nghi ngờ hỏi. Ta cái này không chó, ngươi tới làm gì? Hả? Vì sao kêu ngươi cái này không chó? Lão tử cũng không phải tiểu kỳ kỳ, còn mẹ nó có thể là chạy ngươi cái này tuốt cho tới. Ta tìm ngươi. Ta không cho ngươi tuốt. Hả? Nhìn một chút, cái này nói gọi cái gì lời nói. Ngươi mẹ nó già mà không kính đây. Ta tìm ngươi có chính sự. Ta muốn hỏi một chút, thú thần học viện loại trừ bồi dưỡng ngự thú sư bên ngoài, có phải hay không còn có mặt khác một cái trách nhiệm? Theo ta được biết, thú thần châu trời chọn ngự thú sư đều lệ thuộc vào thú thần học viện, đúng không? Trần Trường An hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, lão đầu cũng là xứng sở, tiểu tử này hỏi chuyện này để làm gì. Ta tại thú thần học viện, cũng liền là một cái phổ phổ thông thông lão đầu, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta làm sao biết. Huống hồ, coi như ta biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi nghe ngóng những chuyện này làm cái gì? Lão đầu nghi ngờ hỏi. Được rồi, đừng giả bộ. Ngươi phổ thông, cái kia còn có người không bình thường ư. Ngươi chẳng phải là thú thần học viện viện trưởng ư trần trường an cũng lười đến nói nhảm trực tiếp đâm thủng thân phận của đối phương ta là viện trưởng ngươi đang nói đùa gì vậy ngươi cảm thấy ta giống chứ lão đầu tức giận nói chính xác không giống bỉ ổi một chút nhưng ngươi chính là không cần gạt ta 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 vừa tới đến thú thần thành nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền phát hiện tu vi của ngươi thú thần thành đại đế lại tại thú thần học viện ngươi không phải viện trưởng ai là viện trưởng mới đầu trần trường an liền phát hiện lão giả này thực lực không đơn giản nhất là nghe được tiểu kỳ kỳ nói qua viện trưởng liền là đại đế tu vi thời điểm trong lòng càng xác nhận cái này nhìn lên rất bình thường lão đầu liền là thú thần học viện viện trưởng tiểu kỳ kỳ ngươi có phải hay không lại loạn nói chuyện lão đầu nhìn về phía tiểu kỳ kỳ ánh mắt có chút bất đắc dĩ ta không có ta thật cũng không nói gì à tiểu kỳ kỳ một mặt vẻ mặt vô tội nàng không nói gì chỉ là ta thông minh chỉ thế thôi nguyên cớ có thể hay không nói cho ta các ngươi thú thần học viện có phải hay không còn có cái khác trách nhiệm trần trường an hỏi ngươi phải biết chuyện này để làm gì ngươi gia nhập thú thần học viện đến cùng có mục đích gì có khả năng xem thấu tu vi của ta ngươi cũng tuyệt đối không đơn giản nhưng ngươi mấy ngày nay lại cũng không có làm gì ngươi đến cùng muốn làm cái gì đi tới nơi này thật là làm gặp thần thú ư viện trưởng hỏi ta tới chỗ này mục đích liền là có việc muốn ở trước mặt hỏi một chút thần thú chỉ thế thôi điều đó không có khả năng thần thú là sẽ không gặp ngươi coi như là ta thần thú cũng đã rất nhiều năm không có triệu kiến ý tứ gì thần thú liền viện trưởng đều không thấy vậy mình trở thành viện trưởng cũng không hề dùng à các ngươi thú thần học viện không phải từng có mấy đảm nhiệm viện trưởng ư bây giờ những người này đều tại địa phương nào ta tại thú thần học viện cũng không có phát giác được cái khác cường giả trần trường an hỏi thú thần học viện thành lập tới nay, tổng cộng cũng chỉ là xuất hiện qua đảm nhiệm viện trưởng mà thôi, phía trước hai vị chính xác không tại nơi này. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Viện trưởng câu mày hỏi. Ta hoài nghi, bát đại ngự thú học viện mục đích thực sự chỉ là vì ngăn chặn thú thần học viện. Bọn hắn là bị người sai xử, sau lưng có lẽ có âm mưu khác, có lẽ là nhằm vào thần thú âm mưu. Nghe được Trần Trường An lời nói, viện trưởng cũng là xứng sở. Bát đại ngự thú học viện chẳng lẽ đã phản bội thần thú? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như là cái này tám vị viện trưởng phản bội, thủ hạ kia những cái kia ngự thú sư, bọn hắn làm sao có khả năng cũng sẽ phản bội. Tuyệt không loại này khả năng. Bọn hắn không dám, cũng sẽ không phản bội. Viện trưởng trầm giọng nói, "Ngươi, lão ngoan cố, nếu không tin, vậy liền các loại, ta nói thật hay giả, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án." Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 217, ngươi đoán đúng. Vừa mới nửa ngày thời gian, đại hoàng liền về tới thú thần học viện, mà nó mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền để viện trưởng cả người đều là sướng sở. Đoán đúng, ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, bát đại ngự thú học viện thật phản bội thần thú? Bọn hắn làm sao dám? Làm sao lại như vậy? Đều phát hiện cái gì? Trần Trường An hỏi. Ta phát hiện, có rất nhiều từ bên ngoài đến người, từng nhóm vụng trộm tiến vào thú thần Sơn Mạch. Hơn nữa, nhân số không ít, thực lực không kém. Trí tôn cảnh đại khái 500 người, bất tử cảnh hơn trăm người, đại đế cảnh giới đều có mười mấy. E rằng thật là hướng thần thú đi. Nhiều người như vậy. Truyền ngôn thần thú là cấp 10 yêu thú, nhìn lên, đối phương hình như cũng thật cực kỳ lo lắng cái tin đồn này là thật. Lo lắng người tới quá ít, căn bản là không thể nào là thần thú đối thủ. Ngươi, ngươi xác định thật nhiều cường giả như vậy xông vào đến thú thần sơn mạch. Viện trưởng tâm tình kích động hỏi. Không tệ, chỉ sẽ nhiều, sẽ không thiếu, ngươi xác định thần thú thật tại thú thần sơn mạch ư vì sao ta căn bản là không phát hiện được thần thú khí tức theo lý thuyết thực lực cường đại như vậy không có khả năng một chút cũng nhận biết không đến mới đúng trừ phi nó không tại hoặc là nói thực lực của nó đã mạnh đến liền ta đều nhận biết không đến đại hoàng khó được biểu tình nghiêm túc viện trưởng cũng không trả lời đại hoàng lời nói mà là biểu tình ngưng trọng suy tư thú thần học viện tác dụng chân chính không chỉ là làm bồi dưỡng ngự thú sư đồng dạng cũng là vì thủ hộ thú thần sơn mạch. Yêu thú, tại rất nhiều người trong mắt, không chỉ là cường đại tộc loại, đồng dạng cũng là tu luyện tài nguyên. Yêu thú thể nội yêu hạch, thậm chí là trên mình bất kỳ vật gì, đều có thể trở thành nhân loại tài nguyên. Thú thần sơn mạch liền là bởi vì có ngự thú sư tồn tại, thần thú tồn tại, cho nên mới trở thành một mảnh chỗ vui chơi. Không có người có thể tại những người này ngay dưới mắt tùy ý đồ sát yêu thú. Tại thú thần châu, nhân loại cùng yêu thú là cùng tồn tại là một cái tốt đẹp chỗ vui chơi hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau làm bạn quả thực đáng giận bác đại ngự thú học viện người lại dám liên hợp ngoại nhân phản bội thần thú trần trường an cực kỳ cảm tạ ngươi mang tới cái tin tức này hiện tại ta có chuyện quan trọng xử lý các nơi chỉnh lý những người này sự tình phía sau ta tại tìm ngươi tiểu kỳ kỳ được ra ra viện trưởng ra lệnh một tiếng tiểu kỳ kỳ biểu tình cũng thay đổi đến nghiêm túc Tại chân Trường An cùng Đại Hoàng nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Kỳ Kỳ hiện ra chính mình bản thể. Cấp 9 đỉnh phong yêu thú, thôn thiên thỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng, nàng vì sao có thể hóa hình? Hơn nữa trên mình một điểm yêu thú khí tức đều hay không? Cái này, Đại Hoàng lúc này triệt để mộng, chân Trường An đồng dạng cũng có chút kinh ngạc. Viện trưởng thân phận hai người bọn họ đều đoán được, mới đầu đối với Tiểu Kỳ Kỳ cũng có hoài nghi có thể tiểu kỳ kỳ tuy là trưởng thành đến đáng yêu nhưng quá bình thường trên mình không có bất kỳ yêu thú khí tức càng không có bất luận cái gì một chút năng lượng ba động ai sẽ nghĩ đến nha đầu này rõ ràng liền là cấp 9 đỉnh phong yêu thú thôn thiên thỏ tiểu kỳ kỳ bản thể cũng không lớn chỉ là so bình thường thỏ lớn gấp 10 lần tả hữu nhưng tiểu kỳ kỳ khí tức trên thân lại hết sức khủng bố dù sao cũng là cấp 9 đỉnh phong đứng ở yêu thú đỉnh tồn tại đại ca ca đại hoàng ta muốn cùng ra ra cùng đi đối phó người xấu. Tiểu kỳ kỳ cười lấy nói. Chờ chút, ngươi nói cho ta, ngươi vì sao có thể hóa hình? Ngươi làm sao làm được? Đại hoàng lo lắng hỏi. Thần thú đại nhân ban ân. Thần thú đại nhân ban ân. Nghe nói như thế, đại hoàng hưng phấn hơn, gặp thần thú, nhất định cần gặp thần thú. Hết thảy làm hóa hình, hết thảy làm thanh lâu. Không đúng không đúng, lão tử là làm đột phá cấp 10, tuyệt đối không phải thanh lâu, đúng, ta cùng thanh lâu thế bất lưỡng lập. Thú thần học viện, tất cả ngự thú sư nghe lệnh. Bát đại ngự thú học viện, liên hợp ngoại nhân, xâm lấn thú thần sơn mạch, phản bội thần thú. Đánh giết bát đại ngự thú học viện, canh phòng thú thần sơn mạch, canh phòng thần thú. Viện trưởng lời nói, truyền khắp toàn bộ thú thần học viện, truyền khắp chỉnh tọa thú thần thành. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thú thần thành người đều phẫn nộ lên. Cái gì? Xâm lấn thú thần sơn mạch, phản bội thần thú, Bát đại ngự thú học viện thật to gan. Mà nó, canh phòng thú thần sơn mạch, canh phòng thần thú. Không tệ, tuyệt đối không thể để cho người khác mạo phạm thần thú. Nhóm này chết tiệt từ bên ngoài đến người, ta liền biết bọn hắn tuyệt đối không có hảo ý. Xong. Bên trên thú thần sơn mạch. Đừng xúc động, các ngươi đừng xúc động, không có thần thú cho phép, các ngươi không thể đi. Thần thú tại thú thần châu liền là thần đồng dạng tồn tại, có người dám mạo phạm thần, liền là tất cả người thú thần châu địch nhân vậy mà lúc này bát đại ngự thú học viện người cũng luống cuống tám vị viện trưởng thế nào cũng không có nghĩ đến thú thần học viện viện trưởng rõ ràng nhanh như vậy liền được tin tức viện trưởng đây có phải hay không là thật các ngươi có phải hay không thật cùng ngoại nhân đồng mưu muốn mạo phạm thần thú các ngươi không phải nói đi tới nơi này khiêu chiến thú thần học viện là làm thủ hộ thú thần ư là làm thú thần châu ư các ngươi tại sao muốn làm như thế các ngươi rõ ràng phản bội tín ngưỡng của chính mình bác đại học viện ngự thú sư lúc này cũng bắt đầu hưng sư vấn tội tất cả im miệng cho ta không có chúng ta bồi dưỡng các ngươi sẽ trở thành ngự thú sư ư thần thú thần thú thần thú đều đã biến mất đã bao nhiêu năm các ngươi ai lại gặp thần thú chẳng lẽ các ngươi liền thật hy vọng vĩnh viễn đều bị vây ở trong núi lớn này bị thú thần sơn mạch hạn chế tại nơi này ư các ngươi không vì mình suy nghĩ chẳng lẽ cũng không phải là hậu đại suy nghĩ ư nghe được viện trưởng lời nói Tất cả mọi người là sững sờ, lại không hề bị lay động. Chúng ta có thể trở thành ngự thú sư là bởi vì thần thú, là bởi vì thú thần sơn mạch. Nếu là không có thần thú, thú thần châu căn bản lại không tồn tại, chúng ta những người này e rằng liền sinh ra cơ hội đều không có, nói gì sau đó. Các ngươi liền là vì mình bội bạc kiếm cớ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành các ngươi đồng lõa. Mọi người cùng nhau xông lên, đem tám vị viện trưởng bắt lấy, giao cho thú thần học viện viện trưởng xử trí. Lên! không cần các ngươi ta tự mình xuất thủ không chờ những cái này ngự thú sư cùng công thú thần học viện viện trưởng lúc này đã mang theo tiểu kỳ kỳ ngự không mà tới nhìn thấy thú thần học viện viện trưởng xuất hiện bát đại viện trưởng lúc này cũng là căng thẳng không thôi mẹ rõ ràng đã nói bọn hắn chỉ là phụ trách ngăn chặn thú thần học viện vì sao còn chưa bắt đầu liền bại lộ vậy phải làm sao bây giờ đầu hàng nhận sai vẫn là đào tẩu ngay tại mấy người kia do dự thời điểm thú thần học viện viện trưởng nhưng không có chút nào lưu tình. Tiểu kỳ kỳ. Được, ra ra. Tiểu kỳ kỳ thân là cấp 9 đỉnh phong, lại là thôn thiên thỏ, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Chỉ thấy tiểu kỳ kỳ thân ảnh lóe lên, sau một khắc đã về tới viện trưởng bên cạnh. Mà bát đại ngự thú học viện viện trưởng, lúc này đã toàn bộ mất mạng. Khoảng cách. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới khoảng cách. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến thú thần học viện. Ta điệu thấp, không đại biểu ta không thực lực. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 218. Minh chủ thứ tội, chúng ta thật không biết, tám vị viện trưởng rõ ràng cấu kết ngoại nhân. Còn mời minh chủ thứ tội, có thể hay không chờ chúng ta chiến thắng ngoại địch phía sau lại xử phạt. Minh chủ, lão viện trưởng nhìn xem trước mặt những người này, trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn cũng bất quá là bị cái này tám cái dã tâm bừng bừng ra hỏa lừa gạt. Bằng không mà nói, không thể lại nối giáo cho giặc đã bọn hắn biết sai liền đổi, huống hồ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lão viện trưởng cũng không có khó xử bọn hắn. Trong các ngươi, ai tốc độ nhanh nhất? Lão viện trưởng hỏi. Ta, còn có ta. Tốc độ của ta cũng có thể. Rất tốt, mấy người các ngươi, phụ trách đem ngoại địch xâm lấn thú thần sơn mạch sự tình truyền đi. Truyền mệnh lệnh của ta, trong thú thần châu, tất cả ngự thú sư, tiến vào thú thần sơn mạch, canh phòng thần thú. Được. Xuất phát lão viện trưởng ra lệnh một tiếng tất cả ngự thú sư đều hướng về thú thần sơn mạch xuất phát nhưng thú thần sơn mạch thật sự là quá lớn tuy nói thú thần châu ngự thú sư rất nhiều thế nhưng không làm được toàn bộ bao trùm ngươi theo tới làm cái gì đột nhiên lão viện trưởng phát hiện trần trường an rõ ràng theo kịp tốc độ của mình ta không phải cũng là ngự thú sư ư trần trường an cười nhạt nói nói hư nói vượn không phải mang theo yêu thú liền là ngự thú sư ngươi biện pháp của ngươi có chút không quá thông minh mang theo nhiều người như vậy tiến vào thú thần sơn mạch lại như thế nào? Ngăn cản được nhiều như vậy cường giả ư? Bất quá là chịu chết thôi. Ngươi trước mắt chân chính muốn làm, liền là tìm tới những người này vị trí cụ thể, mau chóng cản lại bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn tại trong thú thần sơn mạch, nhưng không biết muốn chém giết bao nhiêu yêu thú. Nghe được Trần Trường An lời nói, lão viện trưởng cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhất, hướng về thú thần sơn mạch vào tới. Ai, người này, không nghe người ta nói hết lời đây đại hoàng ta cảm giác ta nhà này mua thua thiệt trần trường an bất đắc dĩ thở dài một hơi ân chính xác thua thiệt ai biết oan đại đầu tới nhanh như vậy đại hoàng tán đồng gật đầu một cái đi thôi trước giải quyết những cái này oan đại đầu lại nói đến lúc đó liền có thể nhìn thấy ngươi tâm tâm niệm niệm thần thú thú thần sơn mạch thật muốn đem tất cả nhìn thấy yêu thú đều giết ư không tệ toàn bộ chém giết ta cũng không tin giết nhiều như vậy yêu thú, thú thần này sẽ còn không xuất hiện. Thần thú quá thần bí, không có người biết thần thú cụ thể tung tích tại địa phương nào, nhưng tuyệt đối ngay tại trong cái thú thần sơn mạch này. Đám người này tiến vào thú thần sơn mạch phía sau, cũng không có biện pháp cảm ứng được thần thú khí tức, nguyên cớ dứt khoát trực tiếp đối yêu thú tiến hành đổ sát. Bọn hắn không tin, thần thú thật sẽ đối những yêu thú này thấy chết không cứu. Ta cũng không phải rất rõ ràng chủ thượng lần này kế hoạch. Chỉ bằng cái này thú thần châu ngự thú sư, nơi nào là đối thủ của chúng ta vì sao còn muốn cho bát đại ngự thú học viện người đi kéo lấy thú thần học viện trực tiếp xử lý không phải càng tốt chủ thượng đã làm như thế nhất định có đạo lý của hắn nghe phân phó liền tốt từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy tiếp tục chém giết yêu thú giết tuyệt những yêu thú này ta cũng không tin thần thú không xuất hiện được nhóm này không rõ lai lịch người sau khi đến thú thần sơn mạch liền đối với nơi này yêu thú tiến hành đồ sát mới đầu yêu thú cũng cảm thấy kỳ quái, thế nào lại đột nhiên chạy vào nhiều người như vậy, nhìn xem cũng không giống là thú thần cho người. Nơi này yêu thú, bởi vì quanh năm cùng nhân loại sống chung hòa bình, bọn chúng sẽ rất ít chủ động phát động công kích. Đối với nhân loại độ thân thiện cực cao, thật không nghĩ đến, lần này đi vào đám người này, rõ ràng ác độc như vậy, mặc kệ là cấp bậc gì yêu thú, bất kể có hay không con non, hết thảy chém giết, 10 điểm ác độc. Các ngươi, chết tiệt. Lão viện trưởng mang theo Tiểu Kỳ Kỳ tiến vào Thú Thần Sơn mạch phía sau, cảm giác được những người này hành động, không khỏi đến lửa giận ngút trời. Tiểu Kỳ Kỳ lúc này trong ánh mắt cũng là tràn ngập nộ hỏa. Đây là nàng lần đầu tiên đối với nhân loại sinh ra cực mạnh sát niệm. Nguyên lai, tại nàng trong nhận thức biết, nhân loại đều là rất bình thản, cực kỳ thân thiện, nhưng vì cái gì những người này như vậy đáng giận? Đại đế cảnh giới, Thú Thần Học viện viện trưởng. Chết tiệt, đám người kia thế nào sẽ rác rưởi như vậy? rõ ràng không có ngăn chặn thú thần học viện sợ cái rắm hắn chỉ có một người nhiều nhất mang theo một đầu cấp 9 đỉnh phong yêu thú thôi chúng ta tại sao phải sợ hắn sao ngươi biết cái gì tại trong cái thú thần sơn mạch này chỉ có ngự thú sư thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không có phát hiện tiến vào thú thần sơn mạch thực lực của ngươi nhận lấy áp chế ư nghe lời này nói hình chuyện lúc trước người cũng là xứng sờ tỉ mỉ cảm thụ một chút phát hiện thực lực của mình chính xác nhận lấy áp chế cái này, vì sao lại dạng này? Chủ thượng nói qua, thần thú thập phần cường đại, tại trong thú thần sơn mạch bố trí một đạo cường đại cấm chế. Loại trừ ngự thú sư, người khác tiến vào thú thần sơn mạch đều sẽ chịu đến cấm chế áp chế. Như vậy mạnh, cái này đột phá đến cấp 10 yêu thú, vậy mà như thế cường hãn. Vậy bọn hắn những người này có thể là thần thú đối thủ ư? Sợ cái rắm, chủ thượng nói qua, thần thú nhiều năm như vậy không xuất hiện, tất nhiên là xảy ra vấn đề thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa, chủ thượng đã quan sát thú thần sơn mạch cấm chế rất lâu, cấm chế một mực đang yếu bớt, nói rõ thần thú thực lực cũng đang yếu bớt. Chỉ là một cái thú thần học viện viện trưởng, chẳng làm được trò chống gì. Mọi người cùng nhau sông lên, coi như chúng ta nhận lấy áp chế, nhưng hắn cũng chống không được bao lâu. Lần này, đối phương thế nhưng phái ra hơn 10 vị đại đế cảnh giới cường giả, thoạt nhìn là đối với lần này hành động, thế tại cần phải. Lão viện trưởng lúc này trong ánh mắt loại trừ phẫn nộ, còn có một vẻ khẩn trương. Nếu như mình không chịu được, cái kia thú thần châu chẳng phải là thật muốn vong ư. Tiểu kỳ kỳ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Ra ra, ngươi yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Tiểu kỳ kỳ lúc này mắt đỏ rực, thân thể cũng tại không ngừng biến lớn, bất quá trong nháy mắt, liền đã biến cao mấy chục mét. Nhìn xem trước mặt cái này quái vật khổng lồ, cái kia hơn 10 vị đại đế cường giả lại kinh thường cười mọi người đều biết thôn thiên thỏ ưu thế liền là tốc độ biến lớn như vậy chẳng phải là ném xuống ưu thế của mình bằng thôn thiên thỏ công kích làm sao có khả năng đột nhiên thôn thiên thỏ đột nhiên hít một hơi cái kia lực hút cường đại để trí tôn cảnh cùng bất tử cảnh tu vi người căn bản là chống đỡ không được mà nó nó là muốn muốn đem người của chúng ta đều nuốt ngăn cản nó nhanh nhìn thấy thôn thiên thỏ động tác hơn 10 vị đại đế cũng là biến sắc mặt lão viện trưởng lúc này cũng là trước tiên động thủ Hướng về 10 người công đi qua. Ngươi còn chưa động thủ. Ta tại hiếu kỳ một việc. Đại ca, lại không động thủ, hai người bọn họ liền xong. Thần thú vì sao không xuất hiện? Cái này, ta làm sao biết? Đại hoàng, có lẽ ngươi đến cái kia hiện ra nguyên hình thời điểm. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 219, hiện nguyên hình. Đại hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Trường An một chút, cuối cùng, Trần Trường An dẫn nó đi ra nhiều lần như vậy đại hoàng nhưng cho tới bây giờ đều không có hiện qua nguyên hình. Ta, ta cuối cùng có thể làm chính mình ư. Đại hoàng một mặt kích động nhìn Trần Trường An. Đi à, tin tưởng mình. Đại hoàng, ngươi chính là cái này thú thần sơn mạch đẹp nhất tử. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thần thú. Hiểu ý của ta không? Trần Trường An cười lấy nói. Thần thú, đại hoàng đầu tiên là sững sờ, theo sau liền minh bạch Trần Trường An ý đồ. Tốt, ta là thần thú. Ta mẹ nó đương nhiên là thần thú, lão tử liền là thần. Đại hoàng hưng phấn quát to một tiếng, theo sau thân ảnh lóe lên, phóng lên tận trời. Theo lấy đại hoàng nhảy lên, một cỗ khí tức cường đại theo thể nội bắn ra, không ngừng mà lan tràn. Hống, một tiếng giống to, truyền khắp toàn bộ thú thần sơn mạch, truyền khắp toàn bộ thú thần châu. Giờ khắc này, thú thần châu tất cả mọi người một mặt hưng phấn nhìn về phía thú thần sơn mạch, cái này khí tức kinh khủng, chẳng lẽ, chẳng lẽ là thần thú đại nhân hiện thân ư? là thần thú, tất nhiên là thần thú, hơi thở thật là khủng bố. Ta ngự thú, ta ngự thú rõ ràng run rẩy. Ta ngự thú rõ ràng quỳ xuống tới, tất nhiên là thần thú hiện thân, nhất định là thần thú đại nhân hiện thân. Thần thú, một cái trong lòng tất cả mọi người vô cùng cao thượng thần, nhưng chưa bao giờ có người từng thấy tồn tại. Bây giờ cuối cùng xuất hiện, làm sao không để thú thần châu những người này hưng phấn? Nhất là hiện những yêu thú này biểu hiện, càng xác nhận trong lòng bọn hắn suy đoán trong thú thần sơn mạch lão viện trưởng cùng tiểu kỳ kỳ lúc này cũng là một mặt chấn kinh đối diện những cái kia không rõ lai lịch địch nhân cũng đều ngưng động tác trên tay thần thú cuối cùng muốn hiện thân ư đây là mọi người hướng về trong bầu trời đại hoàng nhìn đi qua lúc này đại hoàng thân thể đang không ngừng phát sinh biến hóa tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đại hoàng cuối cùng hiện ra chính mình bản thể kỳ lân thần thú dĩ nhiên là thần thú kỳ lân huyết mạch tự nhiên áp chế để thú thần sơn mạch tất cả yêu thú đều nằm dạp trên mặt đất hướng về đại hoàng vị trí quỷ lễ liên tiểu kỳ kỳ lúc này cũng khôi phục nguyên bản hình thể không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nhìn xem đại hoàng tiểu kỳ kỳ thế nào cũng không có nghĩ đến đại hoàng bản thể thế mà lại là kỳ lân điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thần thú kỳ lân nguyên lai thú thần sơn mạch thần thú dĩ nhiên là kỳ lân khó trách có thể trở thành cấp 10 yêu thú thật là nghĩ không ra cái này thú thần sơn mạch rõ ràng tồn tại thần thú. Thần thú kỳ lân, toàn thân là bảo à. Đại hoàng nghe lời này, cũng là sầm mặt lại, mẹ, còn mẹ nó đánh lên chủ ý của mình. Các ngươi đồ xấu, lại dám đi tới cái này thú thần sơn mạch làm sằng làm bậy. Bản thú thần quyết nhất định, ban các ngươi một cái chết. Đại hoàng cái kia khí thế kinh khủng, quả thực để mọi người toàn thân run rẩy. Trần Trường An rất rõ ràng, nghiêm túc đại hoàng, thực lực thế nhưng 10 điểm cường hãn. Mục Vân Giao đã từng nói, Đại hoàng toàn lực xuất thủ, đại đế đỉnh phong đều đến tránh né mũi nhọn. Thế nào nhanh như vậy? Đại hoàng thân ảnh lóe lên, liền đã đi tới trong đó một vị đại đế bên cạnh. Đại hoàng khổng lồ như thế hình thể, rõ ràng còn có thể duy trì tốc độ như vậy, quả thực để những người này không nghĩ tới. Chẳng lẽ đây chính là thần thú thực lực, cấp 10 thật đáng sợ như thế. Vừa mới ngươi nói toàn thân là bảo đúng không? Đại hoàng nhìn một chút mới vừa nói nó toàn thân là bảo cái vị kia đại đế cường giả, cười lạnh một tiếng theo sau trực tiếp liền là một chân đánh ra. Ẩm, một bàn tay. Vẹn vẹn một bàn tay, một vị đại đế cường giả, trực tiếp tại trước mắt bao người, biến thành một đoàn huyết vụ. Linh hồn, càng là trực tiếp bị đại hoàng nuốt vào trong bụng. Linh hồn, không ba ba, có thể ăn. Trần Trường An lúc trước một câu, tại đại hoàng trong lòng lưu lại 10 điểm khắc sâu bóng mở. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Đại hoàng lời nói, để tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ. Mạnh, thật sự là quá mạnh đại đế cảnh giới một bàn tay liền giải quyết chạy chạy các ngươi chạy không được một mực không động trần trường an đột nhiên xuất hiện trực tiếp ngăn cản đám người này đường lui động hư cảnh Mà nó ngươi mẹ nó tới xem náo nhiệt gì thật cho là chúng ta là dễ khi dễ trần trường an tu vi để tất cả mọi người coi thường hắn một cái động hư cảnh còn mẹ nó chạy tới cản đường cái này cho ngươi cuồng chính xác rất dễ bắt nạt linh hồn lao tù. Trần Trường An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lao tù nháy mắt đem mọi người tại đây trọn vẹn bao phủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt cũng phát sinh chuyển biến. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này linh hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Linh hồn giam cầm có lẽ không khó, có thể một lần đem nhiều người như vậy toàn bộ giam cầm, liền có chút không hợp thói thường à. Tuy nói chết một vị đại đế, nhưng còn có hơn 10 vị. Tăng thêm bất tử cảnh cùng trí tôn cảnh, nhiều người như vậy, hắn đồng thời giam cầm ở. Ai, có đôi khi quá mạnh, cũng không tốt lắm. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Vô địch, thật tịch mịch. Lão viện trưởng cùng tiểu kỳ kỳ lúc này nhìn về phía Trần Trường An, trong ánh mắt cũng tràn ngập trần kinh. Làm đại hoàng hiện thân một khắc này, bọn hắn biết Trần Trường An tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản, bằng không mà nói, đại hoàng thân là thần thú kỳ lân, không có khả năng ngoan ngoãn theo bên cạnh Trần Trường An. Có thể coi là mạnh, có phải hay không cũng phải có một cái hạn độ đại hoàng ngươi là thần thú giao cho ngươi trần trường an nói xong sau đó hướng về lão viện trưởng cùng tiểu kỳ kỳ nhìn đi qua ta liền nói ta được đến à thế nào có đẹp trai hay không trần trường an cười lấy hỏi ngươi 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 còn có nó các ngươi rốt cuộc là ai lão viện trưởng nhìn xem trần trường an hắn biết rõ đại hoàng mặc dù là thần thú nhưng cũng không phải thần thú nhưng trần trường an cùng đại hoàng bây giờ động tác thật sự là để hắn có chút đoán không ra. Chúng ta là ai có trọng yếu không? Trọng yếu là những người này hôm nay sẽ chết. Thú thần sơn mạch nguy cơ cũng giải trừ không phải sao? Nghe được Trần Trường An lời nói, lão viện trưởng gật đầu một cái, nguy cơ chính xác giải trừ, nhưng thực lực của những người này như thế cường hãn, bây giờ đã để mắt tới thú thần sơn mạch, e rằng ta có thể giúp ngươi triệt để giải quyết nguy cơ. Nhưng mà, ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Thần thú nhất định cần gặp ta. Lão viện trưởng nhìn kỹ Trần Trường An nhìn mấy lần, theo sau không hiểu hỏi. Ngươi có thần thú kỳ lân, vì sao còn muốn gặp thần thú? Bởi vì có một số việc, cần hỏi một thoáng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Đại Hoàng đi tới Trần Trường An bên cạnh, nói, dẫn đầu lưu lại cho ngươi tới. Tốt. Vậy ngươi còn không biến về đi, chờ cái gì đây? Không phải, ta thật vất vả. Ta mẹ nó liền biết, tiểu tử ngươi liền ưa thích tá ma giết lửa. Đại hoàng không vui nhìn Trần Trường An một chút, theo sau lần nữa biến trở về chó vàng, nhưng tiểu kỳ kỳ, lần này phải dám lại đi tuốt. Tính toán, lười đến cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp siêu hồn à. Đừng đừng đừng, ta nói, đừng siêu hồn, ta nói. Cho dù chết, cũng cho ta chết thống khoái à. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 220. Ngươi nhìn, còn đại đế, lá ga này. Trần Trường An một cái siêu hồn, hù dọa đến đại đế cường giả đều nhanh tê liệt. Linh hồn càng mạnh, siêu hồn liền sẽ càng thống khổ. Vị này đại đế cường giả hết sức rõ ràng, cường độ linh hồn của Trần Trường An tuyệt đối có thể đối chính mình siêu hồn, đồng thời không có bất kỳ phản phệ. Nhưng chính mình như là thảm, chứ không nói siêu hồn thống khổ, bị siêu hồn phía sau, vậy hắn cũng liền biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngược lại đều là chết, còn không bằng chết quang vinh một điểm, thống khoái một điểm. Nói đi, các ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì? Ai bảo các ngươi tới? Trần Trường An hỏi. Ta nói, ta, chúng ta là vạn thú minh người. Chúng ta lần này tới, chính là vì bắt lấy thần thú. Vạn thú minh, đây là cái gì thế lực? Ngươi biết không? Trần Trường An quay đầu nhìn về phía lão viện trưởng hỏi. Ta, ta biết. Lão viện trưởng biểu tình 10 điểm phẫn nộ, hơn nữa nhìn đến ra tới, lão viện trưởng cùng cái này vạn thú minh ở giữa, hình như có cái gì nguồn gốc. Người quen. Trần Trường An hỏi vạn thú minh minh chủ đã từng là thú thần châu người là thú thần châu cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất phản bội thần thú người thật là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn rõ ràng còn ham muốn thần thú lão viện trưởng lạnh giọng nói đã ngươi biết vậy cũng không cần hỏi quá nhiều được rồi ngươi có thể chết đi trần trường an cũng không tiếp tục truy vấn cuối cùng lão viện trưởng biết cái này vạn thú minh có lẽ có thể theo lão viện trưởng nơi này nghe được càng nhiều tin tức nhìn thấy Trần Trường An dễ dàng như thế diệt sát đại đế cường giả, lão viện trưởng phát hiện chính mình dĩ nhiên không có khiếp sợ phản ứng, hình như cảm thấy đây hết thảy đều 10 điểm bình thường. Chúng ta nói chuyện à, thần thú. Hà, thần thú. Trần Trường An một câu, để đại hoàng sững sờ, thần thú ở chỗ nào? Ngươi không phải là nói, tiểu kỳ kỳ là thần thú à? Nó tuy là cực kỳ lợi hại nhưng hẳn không phải là thần thú. Vậy liền còn lại. Lão viện trưởng, Đại hoàng nhìn về phía lão viện trưởng, cảm giác có chút không thể tin được, thần thú là người. Cái này mẹ nó quá bất hợp lý à? Chẳng lẽ nói, từ đầu đến cuối, thần thú truyền thuyết liền là giả? Cấp 10 yêu thú cũng là giả? Cái kia mẹ nó chính mình tới chuyến này, chẳng phải là chạy không? Trần Trường An, cái này nói đùa không buồn cười. Ngươi xác định hắn liền là thần thú. Ngươi thế nào xác định? Đại hoàng có chút không hiểu hỏi. Ta cũng muốn biết ngươi tại sao muốn nói ta là thần thú lão viện trưởng đồng dạng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trần trường an ai trần trường an bất đắc dĩ thở dài một hơi lại để cho chính mình giải thích chuyện cho tới bây giờ thần thú cũng chưa từng có xuất hiện qua đáp án còn không rõ lộ ra ư thần thú căn bản liền không tại thú thần sơn mạch ta biết điều này à nhưng cái này cùng lão viện trưởng là thần thú có quan hệ gì nếu như thần thú không tồn tại cái kia tiểu kỳ kỳ là thế nào hóa hình nàng không phải nói là thần thú ban ân ư đại hoàng không hiểu hỏi trần trường an bất đắc dĩ nhìn đại hoàng một chút đi theo chính mình lâu như vậy cái này trí thông minh làm sao lại không thể đề cao một điểm đây ngươi cũng đã nói tiểu kỳ kỳ có thể hóa hình là thần thú ban ân cái kia thần thú hóa hình thật kỳ quái sao ta lúc nào từng nói với ngươi lão viện trưởng là nhân loại không phải nhân loại đây càng không thể nào lão viện trưởng tu vi là đại đế cảnh giới đây là nhân loại cảnh giới. Yêu thú là không có khả năng tu luyện nhân loại công pháp, lại càng không có cảnh giới cái này nói một chút. Yêu thú chỉ có phẩm giai, không có cảnh giới. Ta, ta có chút không phản ứng kịp, ngươi có thể hay không nói được rõ ràng một điểm? Đại hoàng một mặt mộng bức mà hỏi. Vậy ta liền hiểu rõ một chút nói cho ngươi, tiểu kỳ kỳ là cấp 9 đỉnh phong yêu thú không sai à? Coi như là ngự thú cùng ngự thú sư quan hệ trong đó rất hòa thuận, nhưng mà bình đẳng. Có thể tiểu kỳ kỳ đây nó đối đãi lão viện trưởng là thái độ gì. Bản thân cái này liền là một cái điểm đáng ngờ. Còn có, thần thú cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, vì sao? Thứ nhất, nó không muốn ra hiện, thứ hai, nó xuất hiện không được. Kết hợp thú thần châu cùng thú thần sơn mạch đủ loại tình huống tới nhìn, ta cảm thấy điểm thứ hai khả năng sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì thần thú đã thoát khỏi yêu thú thân phận, biến thành người. Nhưng làm như vậy là có hại quả nhiên, cũng liền là thần thú thực lực, theo lấy thời gian, tại một chút hạ thấp. Toàn bộ thú thần châu, loại trừ lão viện trưởng, còn có ai sẽ có hiểm y. Thú thần học viện thành lập, đảm nhiệm viện trưởng, nhưng phía trước hai vị viện trưởng bây giờ tại địa phương nào, vẫn là nói, từ đầu đến cuối, đảm nhiệm viện trưởng đều là một người. Thú thần châu đều tại truyền, ngự thú liên minh minh chủ mới có tư cách nhìn thấy thần thú. Đó là bởi vì, minh chủ liền là thần thú. Thần thú không thể không tại, nhưng cũng không thể xuất hiện, nguyên cớ, nhất định cần truyền tới một cái, có người có thể nhìn thấy thần thú cái tin tức này nói tóm lại nói mà tóm lại lão viện trưởng là nhất có hiểm nghi người tất nhiên để trong lòng ta xác định suy đoán này chân chính nguyên nhân là thú thần sơn mạch thú thần sơn mạch lão viện trưởng có chút không hiểu nhìn về phía trần trường an hắn không hiểu thú thần sơn mạch lại làm sao cho nên ngươi phát hiện cái gì lão viện trưởng hỏi thú thần sơn mạch cấm chế đối ta không có ảnh hưởng đối ngươi đồng dạng không có ảnh hưởng đúng còn có đại hoàng đây là phát hiện gì các ngươi đều không có ảnh hưởng ta không có ảnh hưởng liền là vấn đề đại hoàng là thần thú đây là tự nhiên ưu thế mà ta là bởi vì thể chất vấn đề vậy còn ngươi ngươi vì sao không bị ảnh hưởng bởi vì cấm chế này bản thân liền là ngươi bố trí ta nói đúng không trần trường an cười lấy hỏi ngươi thật cực kỳ thông minh từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới ta tuy là có người hoài nghi tới, thần thú không tồn tại, nhưng không có người hoài nghi tới, thần thú biến thành nhân loại. Mỗi khi thanh âm nghi ngờ trở lên lớn, sẽ xuất hiện một vị mới viện trưởng, tiếp nhận thần thú chúc phúc. Nguyên cớ, ta mới lấy ba loại thân phận phân biệt đảm nhiệm ba lần viện trưởng. Ngọa tào, ngươi cũng thật là thần thú. Vậy ngươi đây là, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi thế nào triệt để biến thành nhân loại? Còn có, tiểu kỳ kỳ là thế nào hóa hình? Đại hoàng có chút mộng bức nhìn về phía lão viện trưởng, cuối cùng những chuyện này, thế nhưng vượt ra khỏi nó nhận thức. Hóa hình là hóa hình, không cùng cấp tại hoàn toàn biến thành nhân loại. Thật giống như tiểu kỳ kỳ, nàng có thể biến hóa thành người loại dáng dấp, nhưng trên bản chất vẫn là yêu thú. Có thể lão viện trưởng không giống nhau, nó là trọn vẹn thoát ly yêu thú thân phận, triệt triệt để để trở thành một cái nhân loại. Ai? Tốt à, việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt che giấu. Các ngươi trước chờ một chút, ta trước hết để cho những cái kia chạy tới thú thần sơn mạch ngự thú sư rời đi tiếp đó ta mang các ngươi đi một chỗ ta sẽ đem các ngươi muốn biết sự tình đều nói cho các ngươi biết